sát thiện ác nghiệp báo. Lời tựa: Kinh Chiêm Sát Thiện Ác Nghiệp Báo, còn gọi là Kinh Địa Tạng Bồ Tát Nghiệp Báo, gồm hai quyển do ngài Bồ Đề Đăng, người nước Ấn Độ, dịch ra Hoa ngữ vào đời Nhà Tùy, được thâu vào tập thứ 17 trong Đại Tạng Đại Chánh Tân Tu của Nhật Bản. Kinh này do Đức Bồ Tát Địa Tạng vì chúng sinh đời mặt pháp cầu học pháp lành ứng với lời dạy của Phật mà nói ra. Quyền thượng nói rõ cách chiêm khỏe để xem xét nghiệp báo thiện ác, quyền hạ thuật rành nghĩa chân thật của Đại Thừa. Chiêm sát tức là dùng tướng mục luân, những mảnh gỗ gieo quẻ để biết nghiệp thiện nghiệp ác cùng quả báo khổ vui lành giữa đời trước và đời này cho một người nào đó. Cách làm mục luân là đem 10 điều thiện và 10 điều ác phân biệt ra và khắc chữ ở trên 10 mảnh gỗ nhỏ thành nhóm thứ nhất, viết 3 chữ thân khẩu ý trên 3 mảnh gỗ có khắc nét dài ngắn sâu cạn lớn nhỏ thành nhóm thứ hai, viết chữ số từ 1 đến 18 trên 6 mảnh gỗ khác nữa, mỗi một mảnh gỗ chỉ 3 mặt còn trừ 1 mặt trống, thành nhóm thứ ba, đem gieo từng nhóm chân thật sạch do những mục luân đó hiện ra những chữ số gì, rồi theo đó mà xem xét việc lành giữ tốt xấu hoặc nhân quả đời trước đời này. Đó là nội dung quyển thượng, tuy về hình thức là chiêm bói nhưng thực chất lại khác xa muôn trùng đối với những gì việc chiêm bói của thế gian. Tại sao vậy? Bởi vì các chiêm bói này đòi hỏi người thực hành phải là đệ tử của Phật, thuộc thành phần xuất gia tại gia, có quy thọ giới hẳn hoi, và trước khi muốn chiêm sát phải biết cúng dường tâm bảo, sám hối, phát nguyện tùy hồi hướng. Có được đức tin thuần túy thanh tịnh rồi thì sự chiêm sát thiện ác mới tương ưng với bi nguyện và chỉ dẫn của chư Phật, Bồ Tát và ngài Địa Tạng. Khi đó những điều cần cầu mới ứng nghiệm và chính xác. Không đủ những yếu tố này, việc chiêm sát sẽ không tương ưng lại nữa khi thực hành đúng theo lời dạy của Đức Địa Tạng Bồ Tát. Và việc mình muốn xem xét được hiện ra kết quả rõ ràng, phải biết đó là duy tâm sở hiện, cũng chính là một phần mảnh mún nơi thể tướng dụng của chân tâm chúng ta. Quyển hạ kinh này là chỉ dạy về pháp quán như thế nào đổi đúng với nghĩa chân thật của Đại Thừa, nghĩa là người muốn hướng về Đại Thừa tu học trước tiên cần phải biết hạnh căn bản ban sơ, đó là cảnh giới của nhất thật tướng. Nhất thật tướng này được thô tóm nêu bằng hai ý nghĩa, nghĩa thứ nhất là tâm chân như, nghĩa thứ hai là thức a lại ra. Tâm chân như là cái thể bất sinh bất diệt của tất cả các pháp, thức a lại ra là nghĩa sinh diệt của tất cả các pháp. Học tập quán này có hai đường lối quan sát, ấy là pháp quán duy tâm thức và pháp quán thật tướng trung đạo của chân như. Người nào nương vào một trong hai pháp quán này mà tiến tới, tức có thể trực nhận ra nhất thực tướng, được mệnh danh là tu đúng pháp Đại Thừa, sẽ dựa vào chủng tính Bồ Tát. Vị nào không khăm nổi việc tu tập hai pháp quán trói trên, hay niệm danh hiệu Đại Địa Tạng Bồ Tát, cầu xin về tịnh độ của chư Phật ở các phương khác, hoặc tùy một đức Phật ở phương nào, xoay về hướng ấy mà niệm danh hiệu của ngài, đến khi được nhất tâm sẽ tùy nguyện sinh cõi Phật đó, rốt ráo sẽ không rơi vào các đường ác tám chỗ nạn, sẽ thành tựu đức tin về Đại Thừa, mau được bất tháo chuyển. Như trên là nội dung tóm tắt hai quyển của bộ Kinh Chiêm Sát Thiện Ác Nghiệp Báo Đức Địa Tạng Đại Bồ Tát vì thương xót chúng sinh để mặt pháp mà đã thay Phật chỉ dành rẽ mọi điều. Ở Trung Hoa, từ đời Nhà Tùy trở lại đây, những người căn cứ theo bản kinh này thực hành pháp sám tội suối rất nhiều, đủ cho thấy tập tục nhân gian của Trung Quốc với tư tưởng Phật giáo một mực kết hợp với nhau. Có điều là từ đời Nhà Tùy đến trước đời Nhà Đường, kinh này bị một số học giả xem là ngụy tạo vì cho rằng xuất xứ của kinh không được rõ ràng. Đến đời Nhà Đường, niên hiệu Đại Châu, những nhà sư định mục lục các kinh Phật với bộ Khai Nguyên Thích Giáo Lục mới xem kinh này là chân kinh và thâu vào mục lục các kinh trong Đại Tạng. Sự truyền bá có hơi rộng rãi kể từ đó. Đến đời Nhà Minh, có ngài Trí Húc Đại Sư chất tác một quyển có tựa đề là Huyền Nghĩa Kinh Chiêm Sát, hai quyển Chiêm Sát Nghĩa Sớ và một quyển Chiêm Sát Hành Pháp, các cách thực hành về việc chiêm sát. Bốn quyển trên đều là chú sớ bộ kinh này theo tài liệu lịch đại Tam Bảo ký quyển 12. Cận đại đây cũng có ngài Luật Sư Hoàng Nhất, trong khi viết quyển Địa Tạng Bồ Tát Thánh Đức Đại Quan, nhìn chung về thánh đức của Bồ Tát Địa Tạng, đã trích dẫn kinh chiêm sát này rất nhiều và đề cao bi nguyện độ sinh của Đức Địa Tạng Đại Bồ Tát đối với chúng sinh ở cõi Ta Bà. Ngày nay hàng ngũ xuất gia tại gia như chúng ta đang ở vào thời kỳ mặt pháp, tức là thời kỳ giáo pháp của Đức Phật đang suy vi, tà pháp đang lừng lẫy, điều đó rất hiển nhiên và không thể phủ nhận. Tuy rất nhiều vị phát tâm trỗi vượt cầu vô thượng Bồ Đề và tu theo các môn thiền định của Phật giáo, nhưng số người đạt được thành quả không phải là đa số, mà hầu như rất hiếm hoi, phải chăng đều do tức thế thiện căn còn mong manh yếu ớt, mà nghiệp chướng và tội nặng hiện tại và quá khứ sâu dày, cho nên thường bị nhiều điều chướng nạn hoặc bị nhiều sự nhiễu loạn bởi các quỷ thần của 95 phái tà sư ngoại đạo, khiến cho lui mất căn lành hoặc trở lại cầu phước báo nhỏ mọn thế gian, như Đức Địa Tạng Bồ Tát đã dạy trong kinh này. Cũng vì những nguyên nhân đó, Đức Địa Tạng Bồ Tát khởi lòng đại từ bi vô tận, chỉ dạy cách chân sát nghiệp báo thiện ác để người tu hành tự biết túc căn của mình, sau đó chọn lựa pháp tu cho phù hợp với căn cơ trình độ, ngõ hầu thoát khỏi sự phá hoại của các thứ ma tà. Thế nên những đệ tử Phật khi xem đến hoặc nghe nói đến việc chiêm bói chớ vội khinh thường, cho rằng Phật pháp pha trộn với hình thức bói quẻ của thế gian.
với hình thức một bộ mục luân gồm 19 mảnh gỗ chia làm 3 nhóm. Nhóm đầu gồm 10 cái thôi nhất tất cả các thập thiện ác, nhóm thứ 3 là 3 mảnh thôi nhất nghiệp thiện ác sâu cạn riêng biệt tuổi thân khẩu ý, nhóm thứ 6 nhóm sau mảnh thôi nhiếp 6 căn 6 trần 6 thức thuộc 18 giới với 189 hiện tượng của phàm thánh thế gian và xuất thế gian. Như vậy đủ thấy kinh chân sát thiện báo nghiệp báo thiện ác này thật là bất khả tư nghì, không một loại bói khoa nào có thể sánh kịp. Riêng về thật nghĩa của đại thừa thì cũng được Bồ Tát Địa Tạng giảng giải một cách tinh vi sâu thẳm nơi quyển hạ. Nếu đem luận đại thừa khởi tín của Bồ Tát Mã Minh để tạo so với đã tạo so sánh, ta sẽ thấy rằng những nghĩa căn bản của luận khởi tín phần lớn đều ở trong kinh này. Thế thì kinh này đã tóm tắt dạy về ý nghĩa của trọng yếu của đạo lý nhất thừa vậy. Vì nhân dân nào chúng tôi dịch kinh này, xin thành thật thưa rằng từ trước đến nay các bản kinh Hoa ngữ lưu hành ở Việt Nam có rất nhiều, nhưng bộ kinh chân sách này chưa thấy được lưu thông, lại cũng ít khi được nghe nói đến. Nay tình cờ nhân duyên nào đó thúc đẩy khiến cho một Phật tử ở người Đài Loan khi qua làm ăn ở Việt Nam đầu năm Bính Tý 1996 đã đem theo bộ kinh này với hộp mục luân được khắc chạm mạ vàng rất tinh xảo công phu, có cả bản chỉ dẫn phương pháp sử dụng 19 mục luân để chân sát. Cư sĩ muốn tìm người dịch ra kinh này để làm lợi ích cho hàng Phật tử Việt Nam. Sau một thời gian mấy tháng tìm không được người, ông đã thổ lộ với một Phật tử Việt Nam rằng muốn đem bộ kinh này và hộp mục luân này về Đài Loan, người Phật tử kia giới thiệu đến chúng tôi. Ông vui lòng trao lại bản kinh và hộp mục luân với hy vọng chúng tôi có thể dịch bộ kinh này. Sau khi nhận bản kinh đầu tháng 4 năm 1996, tôi khởi sự dịch hàng ngày. Mặc dù trong một Phật đàn và ăn cư kết hạ với nhiều bận rộn, tôi cũng cố gắng hết sức mình. Đến cuối tháng 4 thì xong hai quyển với phần chú thích những từ ngữ khó và bản chỉ dẫn phương pháp sử dụng mục luân để những vị tu sĩ cư sĩ Phật tử Việt Nam rất khó hiểu trong khi sử dụng đến. Sau khi bản thảo hoàn thành, tôi gửi đến vị cư sĩ Đài Loan nọ để ông xem thử. Cư sĩ rất vui mừng phát biểu rằng bản dịch của chúng tôi không trái với nội dung của kinh. Như thế nguyện vọng của ông đã thỏa mãn, và chăng đây đều là do thần lực của Đức Bồ Tát Địa Tạng ra vị hộ trì khiến cho tôi làm được việc này. Tôi thầm tin tưởng như vậy, xin ghi lại nơi đây để gửi đến chư vị có nhân duyên đọc và sử dụng kinh chân sách nghiệp báo thiện ác này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tháng trong hạ mùa ăn cư năm Bính Tý 1996, dịch giả kinh nghi kinh chân sách thiện ác nghiệp báo thiện ác đời quyển thượng đời tùy đăng tạm pháp sư Bồ Đề Đăng người nước Ấn Độ ra phạn văn ra hán văn việt dịch Thích Thiện Thông. Tôi nghe như vậy, một thủa Đức Phật đồng nhất thiết trí ở thành Vương Xá trong núi Linh Thiếu dùng sức thần thông thì hiện đạo tràng thanh tịnh trang nghiêm rộng rãi vô ngại cùng với vô lượng vô biên đại chúng cơ hội diễn nói pháp môn căn tụ rất sâu. Bây giờ trong hội có một Bồ Tát tên là Kiên Tịnh Tín từ tòa đứng dậy sửa lại y phục vén áo hai mặt cung kính chắp tay bạch lên Đức Phật: kính bạch Thế Tôn, nay con ở giữa lại chúng chư đại chúng đây muốn có chỗ thưa hỏi, tôi thỉnh Thế Tôn cứ mong Thế Tôn đủ lòng cho phép. Đức Phật dạy rằng: này thiện nam tử, tùy chỗ ông hỏi nhưng ai có thể giải nói cho ông. Ngài đại Bồ Tát Kiên Tịnh Tín thưa: nhất Đức Thế Tôn trước đây có nói ta nhập diệt rồi, đến sau thời kỳ chính pháp chấm dứt, tượng pháp sắp hết sang thời mặt pháp, và thời kỳ này chúng sanh phước mỏng nhiều sự suy buồn, quốc độ xảy ra rối loạn hoài, tai họa nhiều lần nổi lên khắp nơi, đủ thứ ách nạn toàn những sợ sệt bức xúc chúng sinh. Đệ tử Như Lai đa số đánh mất niệm lành của mình, chỉ nuôi lớn thêm tham giận ganh tị ngã mạn. Giả sử có người làm được những điều giống như thiện pháp thì cũng chỉ cầu lợi dưỡng tính khen ngợi theo người thế gian, lấy đó làm đích, chẳng thể chuyên tu tâm tu pháp xuất yếu. Trong thời kỳ này chúng sinh khắp nơi nhìn thấy trong đời tai biến loạn ly, lòng họ khiếp nhược lo sợ thân mình và những quyến thuộc chẳng được áo cơm để nuôi thân mạng. Do những duyên duyên đầy dẫy các thứ chướng ngại như thế nên đối với chính pháp của Phật căn tính của họ trở nên chậm lụt, đức tin ít ỏi. Cho nên đối với chính pháp của Phật căn tính của họ trở nên chậm lụt, đức tin ít ỏi. Người chứng được đạo cực kỳ hiếm có, đến nỗi lần đối với ba thừa những người thành tựu đức tin căn bản là cũng rất hiếm. Những người tu học tiền định thế gian mà lại phát sinh những năng lực thần thông như biết kiếp trước của mình lần lượt chẳng còn vào thời mặt pháp lâu xa như vậy, người chứng đạo quả, người được đức tin, người được thiền định thần thông hoàn toàn không có. Kính bạch Thế Tôn, con vì thời đã ác trược sau này khi tận pháp sắp hết và vì chúng sinh căn lành nhỏ nhoi trong thời mặt pháp, xin hỏi Như Lai bảy phương tiện nào mở mang chỉ dẫn hàng đệ tử Phật khiến sinh lòng tin được trí suy buồn? Bởi các chúng sinh cập thời đại ác nhiều chướng ngại nên họ thoái tâm lành đối với nhân quả của pháp thế gian và pháp xuất thế gian phần nhiều nghi ngờ, chẳng thể bền lòng chuyên cầu thiện pháp. Chúng sanh như vậy đáng thương đáng cứu. Tâm đại từ bi của Đức Thế Tôn bao la vô tận, trí biết tất cả, sinh khởi phương tiện dễ rõ điều này, khiến lìa lưới nghi trừ các chướng ngại, thêm được đức tin nương theo các thừa mà mau được giải thoát. Đức Phật bằng ngày tiên tịch đến rằng: lành thay, ông hỏi việc này hay lắm, rất vừa ý ta. Ngay trong hội này có vị đại Bồ Tát tên là Địa Tạng,
Ông nên đem việc này thưa hỏi bên người, vì Bồ Tát ấy sẽ vì ông mà dựng lập phương tiện mà bày diễn nói để ông mãn nguyện. Khi đó, Bồ Tát Kiên Thị Tín bạch Phật: Tín bạch Thế Tôn, Như Lai là đấng đại trí vô thượng, ý gì Đức Phật chẳng nói lại để muốn cho Bồ Tát Địa Tạng diễn nói việc này? Đức Phật bảo ngài Kiên Thị Tín: Ông chớ có sinh tư tưởng cao hạ, Bồ Tát Địa Tạng từ khi phát tâm tu hành đến nay đã hơn vô lượng vô biên bất khả tư nghị A Tăng kỳ kiếp. Từ lâu người đã chứng vào biển nhất thiết trí, công đức tràn đầy, chỉ vì nương xuất đại từ tại và thệ nguyện xưa mà khéo hóa hiện ứng thân mười phương. Dù rằng dạo khắp tất cả cõi nước khởi dụng độ sinh, nhưng với đời ác năm trược, giết người là làm lợi ích giáo hóa sâu dày hơn cả. Lại cũng nương sức quân tập thệ nguyện thuở xưa mà người nhận lấy sự nghiệp giáo hóa chúng sinh, có nhân đáng độ. Bồ Tát Địa Tạng từ 11 kiếp trở lại đây luôn luôn trang nghiêm thế giới Ta Bà, thành thục chúng sinh. Do đó trong đại hội này, thân tướng của người đoan nghiêm, oai đức thủ thắng, chỉ trừ Như Lai, ngoài ra không ai có thể hơn nổi. Và lại bao nhiêu sự nghiệp giáo hóa nơi thế giới này, trừ những vị đại Bồ Tát như Văn Thù, Sư Lợi, Quán Thế Âm, ngoài ra không ai có thể sánh kịp. Cũng bởi bản thệ và nguyện lực xưa của Bồ Tát là nhanh chóng thỏa mãn tất cả nguyện cầu của khắp chúng sinh, hay diệt tất cả tội nặng, hay trừ tất cả chướng ngại cho khắp chúng sinh để hiện đời được sự an nổi. Lại nữa, Bồ Tát Địa Tạng được mệnh danh là đấng khéo nói pháp an nổi chúng sanh, nghĩa là khéo nói những lời pháp rất sâu, có thể mở mang dẫn dắt những người vừa mới tu học phát khởi ý chí cầu pháp đại thừa, khiến chẳng khiếp nhược. Bởi những sự nhân duyên như vậy cho nên nơi thế giới này chúng sanh khắc ngưỡng chịu sự giáo hóa đắc độ của người, do đó mà ta để cho người nói. Khi ấy Bồ Tát Kiên Tự Tín đã hiểu được ý của Phật, ngay đó ngài liền mở lời khuyến thỉnh Đức Địa Tạng rằng: Hay thay đấng đại sĩ cứu đời, hay thay đấng đại sĩ đại trí khai đạo, như điều tôi hỏi về những chúng sinh trong đời ác trược, dùng phương tiện gì giáo hóa chỉ dẫn cho họ lìa khỏi các thứ chướng ngại, được vững niềm tin. Nay Đức Như Lai muốn để cho ngài nói phương tiện đó, xin ngài phải thời thương xót nói cho. Lúc đó ngài Địa Tạng bộ đại Bồ Tát đối với ngài Kiên Thị Tín rằng: Này thiện nam tử, hãy khéo lắng nghe, ta sẽ vì ông mà nói. Thời gian sau khi Đức Phật diệt độ trong đời ác trược, những vị tỳ kheo hay tỳ kheo ni, nam nữ cư sĩ đối với những người điều nhân quả của thế gian và xuất thế gian như chưa có được tự tin quyết định, chẳng thể tu học về tưởng vô thường, về ý tưởng khổ, ý tưởng vô ngã, ý tưởng bất tịnh, những pháp quán ấy chẳng thể thành tựu, chẳng thể siêng năng quán bốn thánh đế, hoặc là quán 12 nhân duyên, hoặc là những pháp quán bất sinh bất diệt, do chẳng siêng năng quán như vậy, quán những pháp như vậy, cuối cùng chẳng thể không tạo tội lỗi thuộc 10 điều ác căn bản. Đối với công đức của Phật, Pháp Tăng và những cảnh giới nhiệm màu cũng ngôi tam bảo, chẳng hay chuyên lòng tin tưởng sâu sắc, đối với ba thừa đều không định hướng những hạng người trên. Nếu có bất thứ chướng duyên nào mới lo lắng thì càng thêm tăng trưởng hoặc nghi hoặc hối. Đối với mọi điều tâm chẳng sáng tỏ, cầu nhiều lo nghĩ, lo nhiều lắm chuyện ràng buộc, làm việc bất định, tư tưởng rối loạn, phế tu đạo nghiệp. Hàng đệ tử Phật, người nào có sự chứng nặng như thế, nó dùng phương pháp xem tướng mục luân mà chuyên nghiệm xét nét nghiệp nhân tốt xấu của những đời trước, cũng như những sự khổ vui lành dữ hiện đời này, duyên hợp mà có, duyên hết thì tan, nghiệp nhóm theo tâm, tướng hiện quả khởi, chẳng mất chẳng hư, tương ứng với nhau, không hề sai lạc. Hãy nên như vậy, chiêm nghiệm kỹ càng nghiệp báo tốt xấu, rồi tự nhắc nhở lên lòng của mình. Đối với việc nào có chỗ nghi ngờ thì theo lấy theo đó mà quyết định rõ rệt. Là đệ tử Phật, hãy nên học theo phương pháp chiêm sát tướng mục luân này, hết lòng nương theo việc được xem xét thì không điều nào mà chẳng thành tựu. Chẳng nên vứt bỏ phương pháp nói trên, trở lại theo đuổi những thứ bói quẻ hoặc là những việc chiêm tướng lành dữ của người thế gian, rồi sinh ham đắm ưa thích học tập. Nếu thích học tập thì rất chướng ngại thánh đạo Bồ Đề. Ngài thiện nam tử muốn học cách làm tướng mục luân thì trước hết phải khắc gỗ cỡ như ngón út dưới một tấc, chính giữa mảnh gỗ bốn mặt bằng nhau, đầu hai mảnh gỗ nhọn lần lần ra, ngửa tay ra qua chỗ sạch bên cạnh, khiến cho chuyển đổi nhân vì nghĩa này mà mệnh danh là luân. Loại nương tướng này có thể phá hỏng lưới nghi chấp trong tà lưới nghi chấp tà trong tâm chúng sinh, chuyển sang đường chính đến chốn an ổn, nên gọi là luân. Về tướng mục luân thì có tất cả ba thứ khác nhau. Thế nào là ba? Một là mục luân, biểu thị nghiệp chủng thiện ác sai biệt đã tạo đời trước, luân này có 10. Hai là luân tướng, biểu thị nghiệp chủng chứa nhóm trong những đời trước hoặc là sai gần tạo nghiệp mạnh yếu lớn nhỏ khác nhau, luân này có 3. Ba là luân tướng, biểu thị thọ báo sai biệt cả trong ba đời, luân này có 6. Như muốn xem xét những nghiệp ác sai biệt đã tạo đời trước thì phải khắc gỗ ra làm 10 luân. Y 10 luân này viết ghi danh từ của 10 thiện nghiệp, cứ mỗi thiện nghiệp chủ ở một luân, ghi ở một mặt. Kế lấy 10 ác nghiệp viết đối diện lại với 10 thiện nghiệp, khiến cho cân đối, mỗi luân cũng ghi ở tại một mặt. Về 10 thiện nghiệp chính là cội rễ tất cả điều thiện, có thể tóm nhiếp tất cả thiện pháp khác.
Về 10 ác nghiệp cũng là cội rễ tất cả điều ác, có thể tóm nhiếp tất cả ác pháp khác. Nếu muốn chiêm quẻ tướng mục luân này, trước hết phải học sự dốc lòng thành lễ chung tất cả chư Phật mười phương. Nhân đó lập nguyện, nguyện cho tất cả chúng sanh mười phương đều được nhanh chóng gần gũi cúng dường, câu hỏi lãnh nhận chánh pháp của Phật. Kế đó nên học sự dốc lòng thành kính lạy mười phương tất cả pháp đạo. Nhân đó lập nguyện, nguyện cho tất cả chúng sanh mười phương đều được nhanh chóng thọ trì đọc tụng tu hành đúng pháp. Vì người dẫn nói, kế nữa phải học sự dốc lòng thành kính lạy mười phương tất cả hiền thánh. Nhân đó lập nguyện, nguyện cho tất cả chúng sanh mười phương đều được nhanh chóng gần gũi cúng dường phát tâm bồ đề đến bất thoái chuyển. Sau đó nên học sự dốc lòng thành kính lạy nơi ta để tặng bồ tát ma tát. Nhân đó lập nguyện, nguyện cho tất cả chúng sanh mười phương mau được trừ diệt đi nghiệp ác, lìa các chướng ngại, những vật nuôi thân đều được đầy đủ. Lại như thế rồi, từ chỗ có được hương hoa nên sắm cúng dường, trong khi cúng dường hành giả phải nên nhớ nghĩ tất cả Phật pháp tăng bảo thể thường khắp giới hiện hữu khắp nơi, nguyện cho những món hương hoa dâng cúng đồng với pháp tính sống khắp tất cả cõi đức mười phương của các đức Phật rộng làm Phật sự. Lại nghĩ mười phương tất cả món cúng lúc nào cũng có, nên tôi sẽ dùng tất cả những thứ hương hoa, chuỗi ngọc trắng phân bảo cái, những món chân quý, các thứ âm nhạc đèn đuốc sáng tỏ, món ăn thức uống y phục mền nệm thuốc thang, cho đến bao nhiêu những món trang nghiêm cúng dường nguyện khắp mười phương mà mình có thể hình dung nhớ tưởng, đến cùng chung với tất cả chúng sinh dâng hiến cúng dường. Lại nên nghĩ đến người nào sắm sửa những món cúng dường trong các thế giới ta đều tùy hỷ, người nào chưa thể sắm sửa cúng dường nguyện được dẫn dắt tu pháp cúng dường. Lại nguyện thân ta có thể nhanh chóng đến khắp tất cả cõi nước mười phương, ở mỗi mỗi chỗ Phật pháp tăng bảo đều dùng tất cả những món trang nghiêm với khắp chúng sinh, đồng đem dâng hiến cúng dường tất cả pháp thân sắc thân giới lợi hình tượng chùa viện miếu tháp miếu tất cả các Phật sự của các đức Phật, cúng dường tất cả bao nhiêu tặng pháp và chỗ thuyết pháp, cúng dường tất cả chư hiền thánh tăng. Nguyện con cùng với tất cả chúng sinh tu hành cúng dường như thế xong rồi, lần lần thành tựu sở ba la mật bốn vô lượng tâm, biết sở các pháp xưa nay vắng lặng không sinh không diệt, nhất vị bình đẳng liền niệm thanh tịnh rốt ráo trần đầy. Lại một lần nữa buộc tâm một chỗ riêng cúng dường ta để tạm bồ tát ma tát bằng cách xưng danh hoặc tụ niệm thầm, nhất tâm xưng rằng nam mô địa tạng bồ tát ma ha tát. Xưng danh hiệu như vậy đủ 1.000 lần, có 1.000 niệm rồi bạch lời như vậy: địa tạng bồ tát ma ha tát, đại từ đại bi, cũng mong bồ tát hộ niệm cho con và tất cả chúng sinh mau trừ các chướng, thêm lớn đức tin thanh tịnh, khiến cho những điều xem xét hiện nay khế hợp tương xứng đối với sự thật. Nói lời ấy rồi, sau đó tay cầm mục luân ở trên vật sạch giao qua một bên, cách thức như thế muốn xem cho mình hoặc xem cho người cũng đều như vậy. Người xem nên biết, người muốn chăm sóc tướng mục luân đây tùy nghiệp được thiện, đều phải mỗi mỗi quan sát kỹ lưỡng suy tư nghiệm xét, hoặc là thuần đủ cả 10 điều thiện, hoặc là thuần đủ cả 10 điều ác, hoặc thiện ác xen lẫn, hoặc thuần thiện chẳng đủ, hoặc thuần ác chẳng đủ. Nghiệp nhân như vậy giống loại chẳng đồng, thực khí quả báo mỗi thứ mỗi khác. Như Đức Thế Tôn đã nói rộng rãi ở nơi nhiều kinh khác, phải nên nhớ nghĩ suy ngẫm quan sát nghiệp trùng được hiện cùng với nghiệp quả báo khổ vui là giữ trải qua trong hiện đời này, như tương xứng với nghiệp tập phiền não đang nhận, đó là mệnh danh là khế hợp. Chẳng nếu chẳng tương xứng, phải biết đó là chẳng hết lòng thành mà là luống sai. Nếu chứng tướng mục luân mà nghiệp thiện nghiệp ác đều chẳng hiện ra, thì người này đã chứng tâm sáng suốt của trí vô lậu. Hãy nên chuyên cầu xuất ly thế pháp, chớ ưa nhận lại quả báo của thế gian. Những nghiệp hữu lậu lần được nhỏ yếu chẳng còn tăng trưởng, cho nên chẳng hiện. Trường hợp thần thiện chẳng đủ, thần ác chẳng đủ, thì hai hạng người này những gì về nghiệp thiện nghiệp ác của họ chẳng hiện, đều là nhỏ yếu chưa dẫn đến quả, do đó chẳng hiện. Nhớ đời sau này, những vị đệ tử của Đức Như Lai một khi chứng nghiệm quả báo thiện ác được tương ưng rồi, đối với trong những món thuộc năm thứ dục khi được xứng ý chớ tự dễ nuôi rồi khởi buông lung, liền lên xét nghĩ: ta được như vậy là do thiện nghiệp đã tạo đời trước, cho nên ngày nay được phước báo này, nay ta phải càng phải tiến thu thêm nữa, chớ nên dừng nghỉ. Nếu gặp ách nạn hoặc là những sự suy não chẳng lành, rối rắm lo sợ chẳng được vừa ý, phải nên cam chịu, chớ nên nghi hối mà phải tu thiện nghiệp, liền lên xét nghĩ: nghiệp ác thế này là do đời trước ta đã gây tạo, cho nên bây giờ mắc quả báo như thế, nên ta phải nên sám hối ăn năn những nghiệp ác đó, cũng như chuyên tu pháp môn đối trị và tạo nghiệp lành thêm, không được dừng lại hay biếng lười phóng túng. Nếu chẳng như thế, chỉ càng thêm sự chứa nhóm các thứ khổ tội mà thôi. Trên đây gọi là phương pháp chiến sát bằng tướng mục luân thuộc cách thứ nhất. Thiện nam tử nếu muốn chiến sát nghiệp được chứa nhóm xa gần trong đời quá khứ về đời trước, những nghiệp đã tạo mà nhiều lớn nhỏ sai khác thế nào, lại lên khắc gỗ ra làm ba luân, biểu thị nơi ba nơi thân khẩu ý, mỗi luân chú một nơi viết chữ vào đó, lại nơi mỗi luân chính giữa một mặt viết vào đường gạch hơi lớn và dài, cho đến trí mí, kẻ mặt thứ ba rạch một nét khác hơi to và sâu, đến mặt thứ tư cũng khắc một nét cho lớn và cạn. Cần nên biết rằng
Nghiệp thiện trang nghiêm cũng tương tự như vẽ vời tô điểm, nghiệp ác suy hại giống như gạch bỏ. Gạch nào dài lớn tượng trưng cho sự chứa thiện vốn từ lâu đã trở lại, thiện nghiệp đã làm, mạnh mẽ bén nhạy việc làm tăng thêm. Gạch nào nhỏ ngắn tượng trưng cho sự chứa thiện trở lại, vốn còn gần cạn chỉ mới thập tành nên tảng chập chạp việc làm mong manh. Nét nào khắc mà vừa to vừa sâu tượng trưng cho những tập quán xấu ác từ lâu trở lại, việc làm tăng thêm dư họa cũng dày. Nét khắc nào mà vừa to vừa cạn tượng trưng cho sự thoái thu thiện pháp trở lại đây gần, mà mới tập tành theo những ác pháp, những nghiệp đã tạo cũng chưa đến nỗi tăng thượng lên lắm, hoặc là dù có khởi nghiệp ác nặng nhưng từng hối cải, đó được gọi là những điều ác nhỏ. Này thiện nam tử, nếu như chân pháp luân tướng lần đầu thì mới chỉ biết thiện ác sai biệt đã tạo đời trước, nhưng chẳng thể biết tập quán chưa nhóm lâu xa hay gần, cũng như chưa thể biết nghiệp đã tạo là mạnh hay yếu, hoặc lớn hoặc nhỏ. Thế nên cần phải chân pháp luân tướng thứ hai nữa. Nếu như chân pháp luân tướng thứ hai thì cần phải căn cứ được phát hiện trong luân tướng đầu, nghĩa là nếu thuộc nơi thân thì giao tướng có ghi chữ thân, thuộc về khẩu thì giao luân tướng có ghi chữ khẩu, nếu thuộc về ý thì giao luân tướng có sẵn chữ ý. Chẳng được đem tất cả tướng của ba luân giao chung một lần, phải tùy theo nghiệp. Chú ý nên nhớ từng nghiệp thiện ác, căn cứ theo luân thuộc về nghiệp nào thì giao riêng luân đó để chiêm cho đúng. Lại nữa, nếu trong luân tướng chiêm lần thứ nhất chỉ được điều tốt nơi thân, mà trong luân tướng thứ hai lại được điều xấu nơi thân, như vậy gọi là lòng không chế thành, chẳng được khế hợp, gọi là sai luống. Lại nữa, chẳng tương đương là trong 10 luân tướng xem lần thứ nhất được nghiệp bất sát chẳng giết, hay nghiệp thâu đạo trộm cướp. Ý trước chú mục xem nghiệp bất sát nhưng trong luân tướng chiêm lần thứ hai được ác nơi thân, đó cũng được gọi là chẳng khế hợp. Lại nữa, nếu thấy hiện tại từ khi sinh ra cho đến bây giờ chẳng gương nghiệp sát không tạo tội giết, chỉ có ý mà còn chủ nghiệp sát, nhưng trong luân tướng chiêm lần thứ hai lại được thân đại ác, đó cũng gọi là chẳng được khế hợp. Từ đó suy ra trong nghiệp của khẩu hay nghiệp của ý, nghĩa chẳng tương đương lại cũng như vậy, cần phải biết rõ. Ngài Đại Bồ Tát Địa Tạng lại bảo ngài Kinh Tịnh Tín: Này thiện nam tử, nếu đời sau này các hạng chúng sanh muốn cầu thoát khỏi sinh già bệnh chết, vừa mới phát tâm tu tập thiền định trí tuệ vô tướng, cần phải xem trước nghiệp ác đã tạo trong những đời trước nhiều ít nhẹ nặng thế nào. Nếu như nghiệp ác nhiều và sâu dày thì chẳng được học ngay pháp thiền định trí tuệ, trước hết cần phải tu pháp sám hối. Tại vì sao thế? Người này đời trước tập khí ác, tâm mạnh mẽ bén nhạy, cho nên hiện tại ác tạo nhiều ác, hủy phạm trọng cấm, cho nên nếu chẳng sám hối khiến được thanh tịnh mà lập tức tu thiền định trí tuệ thì người đó sẽ có nhiều chướng ngại, chẳng thể thành công, hoặc bị thất tâm lầm lạc cuồng loạn, hoặc bị tà ma ngoại đạo quấy rối, hoặc thâu nạp pháp tà thêm lớn ác kiến. Thế nên trước hết phải tu sám pháp. Một khi giới thể đã được thanh tịnh, hay tội nặng đời trước được nhẹ mỏng rồi, ắt lìa các chướng. Thiện năng tử, hành giả muốn tu pháp sám hối thì nên ở chỗ vắng, tùy năng lực mình mà trang nghiêm một tịnh thất vừa phải. Trong thất tôn trí tượng Phật Bồ Tát để kinh sám, treo pha lọng lụa, chuẩn bị hương hoa để cúng dường, tắm gội thân thể, giặt y phục, chớ cho hôi hám. Một ngày 3 lần ở trong thất ấy, 3 thời xưng niệm danh hiệu thắm sám hối, một lòng kính lạy 7 đức Phật quá khứ và 53 đức Phật. Kế đó tùy 10 phương mà mỗi mỗi lạy chung, vận tâm lạy khắp nơi có sắc thân xá lợi, hình tượng thắc miếu và những Phật sợi của tất cả chư Phật, kế lại lạy chung tất cả chư Phật trong 10 phương 3 đời. Lại lên vận tâm lễ khắp 10 phương tất cả pháp tạng, lễ lên vận tâm lễ khắp tất cả chư hiền thánh tăng trong 10 phương. Sau đó riêng xưng danh thêm và đỉnh lễ ta để tạm Bồ Tát Ma tán lễ. Như vậy rồi cần phải nói về những tội đã tạo, một lòng ngưỡng bạch, cuối mong 10 phương chư đạt từ tôn chứng biết hộ niệm cho con sám hối, chẳng còn tạo lại nữa. Xin nguyện cho con và tất cả chúng sanh mau được trừ dần những tội từ vô lượng kiếp trở lại, 10 thứ ác nghiệp, 4 thứ tội nặng, 5 tội đại nghịch, và kiến điên đảo, chia vai tam bảo, tội nhất xiển đề. Khi đó hành giả lại nên xét nghĩ, tính tội như vậy chỉ là từ tâm hư vọng điên đảo mà khởi, không có thật thể định để có thể nắm bắt, và thể của nó vốn là rỗng lặng. Nguyện cho tất cả chúng sanh đều mong đạo thấu bản tâm, dẹp hẳn gốc tội. Kế lại phát lời nguyện khuyến thỉnh, xin nguyện 10 phương tất cả Bồ Tát, vị nào chưa thành vô thượng chánh giác, xin nguyện vị ấy mau thành chánh giác, vị nào đã thành, xin nguyện thường trụ mãi trên thế gian để chuyển pháp luân không vào niết bàn. Kế lại phát nguyện lời tùy hỷ, nguyện con và khắp tất cả chúng sinh rốt ráo liền hẳn các thứ tâm canh tị tất cả cõi nước trong khắp ba cõi. Những người tu học được các công đức và được thành tựu, con đều tùy hỷ. Kế lại phát lời nguyện hồi hướng, nguyện những công đức mà con đã tu nếu có lợi ích khắp chúng sinh đều xin hồi hướng về nhất tiết trí để thành niết bàn. Phát những lời nguyện hồi hướng đó rồi, hành giả bước qua bên cạnh tịnh thất, ngồi thẳng nhất tâm, hoặc niệm lớn tiếng, hoặc niệm thầm danh hiệu của ta. Hành giả phải nên tiết giảm ngủ nghỉ, nếu bị hôn trầm che mờ tâm tính thì nên trở vào đạo tràng trong thất kinh hành niệm tụng. Trên đây là nói ban ngày.
Kế đến là phần giờ giấc ban đêm, nếu có đèn nến thắp sáng ban đêm cũng nên bao thời cung kính cúng dường, sám hối phát nguyện, nếu chẳng thể sắm đèn nến sáng sủa phải nên thường trực ở trong tịnh thất, một lòng tụng niệm hàng ngày thực hành pháp sám như vậy chớ lời bỏ phế. Nếu người có sẵn nền tảng thiện nghiệp xa xôi đời trước mà tạm thời gặp nhân duyên xấu ác rồi tạo điều ác, thì tội chướng nhẹ, tâm của người ấy mạnh mẽ lanh lợi, ý lực hùng dũng, trải qua 7 ngày liền được thanh tịnh trừ các chướng ngại. Các hạng chúng sinh nghiệp có dày mỏng cho nên tâm tính có lanh có chậm, sai khác không lường, hoặc có những người sau 27 ngày thì được thanh tịnh, có người trải qua 21 ngày cho đến trải qua 49 ngày bền được thanh tịnh. Nếu như người nào quá khứ hiện tại đều có các thứ tội nặng tăng trưởng, phải qua 100 ngày mới được thanh tịnh, hoặc 200 ngày cho đến trải qua 1.000 ngày sau mới được thanh tịnh. Nếu người căn tính cực kỳ chậm lụt, tội chứng sâu nặng, cần phải luôn luôn phát tâm dõng mãnh, chẳng phải tưởng đến việc tiến thân mạng, tiết thân mạng, thường xuyên xưng niệm sớm tối kinh hành, nhiễu quanh tiệm Phật, giảm bớt ngủ nghỉ, lễ sám, phát nguyện với tu cúng dường, chẳng lừa chẳng bỏ, dù cho mất mạng cũng chẳng dừng thoái, tinh tấn như thế trong 1.000 ngày quyết được thanh tịnh. Thiện nam tử, nếu muốn biết được tướng thanh tịnh thì bắt đầu từ khi tu hành giảm pháp qua sau 7 ngày, phải nên mỗi bữa vào lúc sáng sớm lấy tướng mục luân thuộc lớp thứ hai để đủ trong tay giao luân 3 lần, nếu thân khẩu ý đều là thần thiện, người ấy đã được gọi là thanh tịnh lại. Về đề sau, các hạng chúng sanh, người nào có thể tu hành giám pháp thì quá khứ từ trước lâu xa trở lại, ở trong Phật Pháp, đời nào đã từng tu tập thiện pháp, tùy người đó mà tu những công đức gì thì thiện nghiệp, thì nghiệp cũng có dày mỏng, đủ thứ khác lạ, do đó những hạng người kia trong lúc được sự thanh tịnh, tướng cũng chẳng đồng. Hoặc có chúng sanh khi được ba nghiệp thuần thiện, bèn liền được thêm các thứ tướng hảo. Hoặc có chúng sanh khi được tướng trạng ba nghiệp lành vừa, thì trong một ngày đêm lại thấy ánh sáng đầy thân của mình, hoặc nghe có mùi hương thơm lạ ở nơi thân ý thơi thới, hoặc có mộng lành, mộng thấy thân Phật đến để chứng minh, tay xoa đầu mình khen rằng lành thay, người này thanh tịnh, ta đến chứng minh cho người. Hoặc nằm mơ thấy thân vị Bồ Tát đến để chứng giám, hoặc mộng thấy rõ hình tượng của Đức Phật phóng ra ánh sáng để vì mình chứng minh. Nếu người chưa được ba tướng nghiệp lành mà chỉ trước đó nghe những cái việc như vậy rồi là cho mình sám có kết quả thì đó chính là hư vọng dối nghị, chẳng phải tướng lành vậy. Nếu người có từng gốc lành xuất thế, tùy sự nhất thọ của họ mạnh lành thì ta lúc đó tùy chỗ đắc độ mà vì hiện thân phóng ánh từ quang khiến họ ăn ổn nền những nghi sợ, hoặc khiến những thứ thần thông biến hóa, hoặc lại khiến họ tự nhớ những việc lành dữ đã tạo cho những kiếp trước, hoặc lại tùy họ ơn những pháp gì liền vì những nói những lời giáo pháp thân hiếu nơi đó người ấy hướng về thừa nào tức được đức tin quyết định vững chắc, hoặc lần lần chứng quả vị sa môn. Lại nữa, nếu có chúng sinh nào mặc dù chưa thấy hóa thân của ta biến đổi nói pháp, hết xương tu học với lòng trí thành khiến thân khẩu ý được tướng thanh tịnh rồi, ta cũng hộ niệm khiến chúng sinh ấy mau được tiêu diệt các thứ chướng ngại, thiên ma 3 tuần chẳng đến phá hoại, cho đến tất cả những quỷ thần của 95 thứ tà sư ngoại đạo cũng chẳng đến quấy nhiễu, và 5 món cái lần lượt nhẹ mỏng khao nổ tu tập thiền định trí tuệ. Lại nữa, nơi đời sau này các hạng chúng sinh đi chẳng vì cầu thiền định trí tuệ của đạo xuất yếu, hết gặp những thứ hoạn nạn tai ách, nghèo nàn khốn khổ, no rồi bức bách, cũng nên cung kính lễ lại cúng dường tam bảo, ăn năn tội ác đã tạo và thường phát nguyện trong tất cả thời, trong tất cả chỗ, xưng lòng xưng niệm danh hiệu của ta với lòng trí thành, cũng sẽ mau thoát khỏi các thứ suy não, bỏ thân này rồi sinh về chỗ lành. Lại nữa, thời đại sau này các hạng chúng sanh tại gia xuất gia muốn cầu thọ giới thanh tịnh vi diệu, nhưng trước đó tạo tội nặng tăng thượng chẳng được phép thọ, cũng phải như trên tu pháp sám hối với lòng trí thành, không được tướng lành của thân khẩu ý. Khi được tướng lành của thân khẩu ý rồi, người nãy khá thọ, nếu chúng sinh ấy muốn tu tập theo đạo lý đại thừa và cầu thọ những giới trọng căn bản của Bồ Tát, hay nguyện thọ chung tất cả giới cấm xuất gia tại gia, nghĩa là nhiếp luật nghi giới, nhiếp thiện pháp giới, nhiếp chúng sinh giới, nhưng chẳng tìm được giới sư giỏi khéo có thể giải rộng khắp tạng bộ pháp Bồ Tát tu hành trước kia, phải nên dốc lòng ở trong đạo tràng cung kính cúng dường, ngưỡng bạch mười phương chư Phật Bồ Tát, cung thỉnh chư Phật làm thầy truyền giới, chư đại Bồ Tát làm bậc tôn chứng, một lòng lộc nguyện kể rành 10 tướng. Trước đây nói hết 10 giới trọng căn bản, kế đến nêu chung 3 thứ tụ giới, tự thệ mà thọ, đây cũng là đắc giới. Lại nữa, các hạng chúng sanh về đời vị lai muốn cầu xuất gia, hoặc xuất gia rồi nhưng lại chẳng thể gặp giới sư giỏi đúng và thanh tịnh tăng, tâm họ nghi ngờ chẳng được đúng pháp thọ những giới cấm, hệ có khả năng học sự phát tâm cầu đạo vô thượng mà cũng làm cho thân khẩu ý được thanh tịnh rồi, sau những người ấy còn chưa xuất gia hãy nên cạo tóc, mặc vào pháp y, lập nguyện như trên, tự thệ mà thọ 3 tụ luật nghi của giới Bồ Tát, đó là mệnh danh được là đầy đủ 3 giới 3 la, đầy đủ giới 3 la đề mộc sa của người xuất gia, gọi là tỳ kheo hay tỳ kheo ni. Sau đó liền phải tìm tòi học hỏi luật tạng thanh văn và luật tạng kiết tật của Bồ Tát thừa, thọ trì đọc tụng quán xét tu hành. Nếu tuy xuất gia
mà tuổi người ấy chưa đầy 20 phải nên trước thệ nguyện thọ 10 giới căn bản của Bồ Tát và thọ những giới riêng của Sa Di hay Sa Di Ni, nên phải gần gũi cúng dường cung cấp hầu hạ bậc đã xuất gia kỳ cựu. Vị này trước đã học đại thừa tâm và đọ và thọ đủ giới Sa Di mới thọ, thỉnh cầu vị này làm thầy y chỉ, thỉnh xin dạy dỗ tu hành oai nghi như những phép tắc của một Sa Di hay Sa Di Ni. Nếu chẳng thể gặp người nào như thế thì chỉ nên gần gũi những vị Bồ Tát tu về luận tạng mật đọc tụng suy ngẫm quán xét tu hành hay siêng cúng dường Phật pháp. Tăng bảo nếu Sa Di Ni tuổi đã 18 cũng nên tự thệ thọ 6 giới pháp của một túc xoa trong tạng tỳ ni và phải học hỏi tất cả tụ giới của tỳ kheo ni, lúc đó người đó tròn đủ 20 mới có thể tổng thọ 3 tụ tịnh giới của một Bồ Tát như trên đã nói. Sau đó được gọi là tỳ kheo ni. Nếu chúng sinh nào tuy học sám hối mà chẳng hay hết lòng, chẳng được tiệu chứng mộng thấy tướng hảo, giả sử tắc pháp tưởng mình thọ giới chẳng gọi ác giới, bây giờ ngài kiên định tín hỏi ngài để tạm Bồ Tát Ma Ha Tát bậc đứng đại sĩ về sự trí tâm tính cách sai biệt có bao nhiêu thứ, những sự trí tâm nào có thể cảm triệu mộng thấy tương lành. Ngài Địa Tạng đáp: Này thiện nam tử, nói về trí tâm tóm tắt có hai, những gì là hai? Một là trí tâm cầu nguyện của người vừa mới phát tâm học tập, hai là trí tâm của người nhất ý tinh chuyên thành tựu dũng mãnh. Được sự trí tâm thứ hai có thể gặt hái kết quả mơ thấy tương lành. Hai sự trí tâm này lại có ba thứ khác nhau giữa hạ trung thượng, những gì là ba? Một là nhất tâm, nghĩa là hệ niệm tư tưởng một chỗ không cho tán loạn, tâm trụ tỏ rõ bậc hạ. Hai là tâm rỗng mãnh, nghĩa là chuyên cần không hề biến trễ, chẳng tiếc thân mạng bậc trung. Ba là thâm tâm, nghĩa là tương ưng với pháp rốt ráo chẳng thoái bậc thượng. Nếu người tu tập pháp sám hối này cho đến chẳng được trí tâm bậc hạ thì chọn chẳng có thể sự cảm triệu tướng tốt thanh tịnh. Trên đây để nói phương pháp chiêm sát lân tướng thứ hai. Này thiện nam tử, nếu muốn chiêm sát sự chịu quả báo sẽ khác ba đời, lại phải khắc cỗ ra làm 6 luân. Nơi 6 luân này lấy các con số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ghi vào trong đó. Mỗi số chủ một mặt, mỗi luân viết ba mặt, mỗi mặt một số, số ghi thứ lớp không cho lộn lạo. Nên biết, những số như thế đều từ số 1 mà khởi, lấy một lòng gấp. Cái tướng của những con số như vậy tượng trưng cho 6 nhóm căn của khắp tất cả chúng sanh đều từ cảnh giới tướng tự tính thanh tịnh tâm của Như Lai tạo mà khởi. Nương nơi cảnh giới chân vọng hòa hợp của nhất thực tướng nơi đó làm gốc, nghĩa là nương cảnh giới của nhất thực tướng sẵn có vô minh chẳng dọn nhất chân thoát giới, nhận lầm cái nhỡ nghĩ tư duy mà hiện ra cảnh giới hư vọng rồi phân chấp đắm chứa nhóm mãi thành nhân duyên của nghiệp sinh các giác quan. Nếu mắt tai mũi lưỡi thân ý nương vào 6 căn bên trong, đối với 6 trần bên ngoài là sắc thanh hương vị xúc pháp mở khởi ra nhận thức của 6 giác quan, hoặc nghịch hoặc thuận, chẳng nghịch chẳng thuận thành ra 18 cảm thọ. Nếu đời sau này hàng đệ tử Phật đối với sự thọ quả báo ba đời, người nào có ý muốn giải quyết nghi phải nên ba lần gieo tướng mục luân. Cách thứ ba này chiêm sát bằng cách tính số cộng lại, căn cứ tổng số mà xem để định thiện ác, các tướng quả báo thiện ác ba đời để xem như vậy, gồm có 189 thứ. Những gì là 189 thứ? Một, cầu thượng thừa sẽ được bất thoái chuyển. Cầu hai, cầu quả được chứng, hiện tại sẽ chứng. Ba, cầu duyên giác thừa được không thoái chuyển. 4. Cầu thanh văn thừa được bất thoái chuyển. 5. Cầu sức thần thông được sự thành tựu. 6. Tu bốn phạm hạnh được sự thành tựu. 7. Tu tiền thế gian được sự thành tựu. 8. Giới thọ giới nào muốn thọ là được diệu giới. 9. Giới nào cần thọ được đầy đủ giới. 10. Cầu thượng thừa nhưng đức tin cho trụ. 11. Cầu dân giác thừa nhưng đức tin cho vững. 12. Cầu thanh văn thừa nhưng đức tin cho vững. 13. Người được chân sát chính là bạn lành. 14. Tính những điều gì đều đúng là chánh pháp. 15. Người được chân sát chính là bạn ác. 16. Tùy nghe những gì đều là những gì đều sai chính pháp. 17. Người đang được xem có đức thật sự. 18. Người đang được xem thật không có đức. 19. Nghĩa được tu quán là không sai lầm. 20. Nghĩa được tu quán là bị lầm lộn. 21. Những gì đọc tụng là không lầm lộn. 22. Những gì đọc tụng là bị lầm lộn. 23. Những hạnh được tu chẳng bị sai lầm. 24. Những gì thấy nghe đều là tướng lành. 25. Có sở chứng gì cũng đều là chân thật. 26. Có học những gì đều là sai lầm. 27. Những gì thấy nghe chẳng phải tướng lành. 28. Có chứng ngộ gì đều chẳng phải chính. 29. Có kết quả gì là do tà thần giúp giữ. 30. Giờ nói điều gì là trí tà biện bác. 231. Biết chỗ hiền diệu chẳng phải sức người. 32. Nên trước tập quán đường lối sáng suốt. 33. Nên tập đường lối thiền định trước đó. 34. Xem được chỗ học không bị chướng ngại. 35. Xem được chỗ học là điều thích nghi. 36. Xem được chỗ học chẳng phải thích nghi. 37. Xem được chỗ học là đã tu tập đời trước. 38. Xem được chỗ học chẳng phải đời trước tu tập. 39. Xem chỗ được học
khéo tăng trưởng lên 40, xem chỗ được học là phương tiện nhỏ. 41, xem chỗ được học không sự tiến thú. 42, quả gì mong cầu hiện tại chưa được. 43, cầu rớt ra thì sẽ được ra đi. 44, mong cầu nghe pháp sẽ được chỉ dạy. 45, cầu những quyển kinh sẽ được đọc tụng. 46, hãy xem những việc làm đều là ma sự. 47, xem những việc đã làm đều thành tựu. 48, xem những việc được làm chẳng được thành tựu. 49, cầu giàu của cải sẽ được sung thạnh. 50, cầu địa vị quan sẽ được kết quả. 51, cầu sống lâu sẽ được thêm tuổi thọ. 52, cầu tiên đạo thế gian sẽ được kết quả. 53, xem chỗ học vấn đạt được nhiều chỗ. 54, xem chỗ học vấn ít đạt kết quả. 55, tìm thầy tìm bạn được như ý muốn. 56, tìm đệ tử được như ý. 57, tìm cha mẹ được như ý muốn. 58, cầu con trai con gái được như ý. 59, tìm thê thiếp như ý. 60, tìm bạn đồng học được như ý muốn. 61, xem lại những gì lo lự được hòa hợp. 62, người được xem tâm họ mang hưởng giận. 63, mong người không giận sẽ được hoan hỷ. 64, cầu sự hòa hợp được như ý muốn. 65, tâm người được xem thì hoan hỷ. 66, nghĩ người mình đến sẽ được gặp gỡ. 67, người mình nghĩ đến chẳng được gặp lại. 68, người được mời gọi sẽ được nhóm đến. 69, người bị chê ghét được rời khỏi họ. 70, người mình kính mến sẽ được gần họ. 71, quán pháp ly dục ý được tập trung. 72, quán pháp ly dục ý chẳng tập trung. 73, người được mời gọi họ sẽ chẳng đến. 74, người được hẹn trước chắc chắn sẽ đến. 75, người được hẹn trước ở lại không đến. 76, người đang được xem được sự an lành. 77, người đang được xem hiện chẳng an lành. 78, người đang được xem đã không còn thân. 79, người mình trông gặp sẽ được gặp họ. 80, những gì mình đang tìm được gặp lại. 81, những gì cầu nghe sẽ được lợi lành. 82, những gì mong tìm thấy chẳng như ý. 83, xem chỗ bị nghi chính là đúng thật. 84, xem lại chỗ bị nghi chẳng là thật. 85, người đang được xem chẳng còn hòa hợp. 86, cầu làm Phật sự sẽ được kết quả. 87, những món cúng cầu những món cúng sẽ được kết quả. 88, tìm những của cải sẽ được như ý. 89, tìm của nuôi thân ít được kết quả. 90, có cầu những gì thầy đều sẽ được. Có cầu những gì thầy đều chẳng được. 92, có cầu những gì ít được kết quả. 93, có cầu những gì đều được như ý. 94, có cầu những gì liền được nhanh chóng. 95, có cầu những gì chẳng được nhanh chóng. 96, có những mong cầu những bị tổn thất. 97, có cầu những gì sẽ được lợi lành. 98, có cầu những gì sẽ nhưng sẽ chịu khổ. 99, xem vật bị mất sẽ tìm lại được. 100, xem vật bị mất chẳng tìm lại được. 101, xem vật bị mất tự về trở lại. 102, cầu lìa ách nạn được thoát ách nạn. 103, cầu khỏi bệnh hoạn sẽ được chữa lành. 104, sau những việc đã qua không chướng ngại. 105, sau những việc đã qua có chướng ngại. 106, xem nơi đang ở được dừng ở yên. 107, xem nơi đang ở chẳng được bình an. 108, nơi vừa mới đến được sự an vui. 109, nơi vừa mới đến là có ách nạn. 110, nơi vừa mới đến là lưới của ma. 111, nơi vừa mới đến có thể khai hóa. 112, nơi vừa mới đến có thể khai hóa. 113, nơi vừa mới đến tự được lợi ích. 114, con đường đạo qua không bị não hại. 115, con đường đạo qua có bị não hại. 116, vô dân ác nên đói kém nổi lên. 117, vô dân ác nên nhiều bệnh ôn dịch. 118, vô dân tốt nên nước được giàu vui. 119, vua vô đạo nên nước tai hại lớn. 120, vua tu đức tai loạn loạn ly diệt. 121, vua làm ác nước sắp bị phá hoại. 122, vua tu thiện nước được xây dựng lại. 123, xem chỗ đạo qua được khỏi ách nạn các nạn. 124, xem chỗ đạo qua chẳng thoát khỏi nạn. 125, nơi đang được ở mọi người an ổn. 126, nơi đang được ở có sự chướng ngại. 127, tu lạc đang ở mọi người chẳng yên. 128, là nơi nhàn tịnh không có ác nạn. 129, xem ra quái lạ nhưng không tổn hại. 130, xem ra quái lạ có sự tổn hại. 131, xem ra quái lạ tinh tấn thì an. 132, giấc mộng được thấy không gây tổn hại. 133, giấc mộng được thấy có sự tổn hại. 134, giấc mộng được thấy có sự tổn hại. 135, giấc mộng được thấy là một lợi lành. 136, thấy chứng loạn đó nhưng mau được lìa. 137, thấy chứng loạn đó lần lần được lìa. 138, thấy chứng loạn đó mà chẳng lìa khỏi. 139, thấy chứng loạn đó nhất tâm là trừ. 140, thấy nạn đang bị nhưng mau được thoát. 141, thế nạn đang bị lâu mới được thoát. 142, thế nạn đang bị chịu nhiều suy não. 143, thế nạn đang bị chịu nhiều suy não. 143, thế nạn đang bị tinh tấn sẽ thoát. 144, thế nạn đang bị biết mạng sắp chết. 145, thế bệnh đang mắc rất chẳng nên điều trị. 146, thế bệnh đang mắc chẳng phải người phá. 147, thế bệnh đang mắc
hợp với phi nhân 148, thấy bệnh đang mắc có thể trị liệu 149, thấy bệnh đang mắc khó thể trị liệu 150, thấy bệnh đang mắc phải khổ lợi tinh tấn là lành 151, phải khổ tinh thấy bệnh đang mắc phải khổ lâu dài 152, thấy bệnh đang mắc tự động sẽ lành 153, thấy bệnh đang mắc đến thầy khám mới trị nổi 154, thấy bệnh được chữa là đúng là trị đúng pháp 155, thuốc đang được uống sẽ được hiệu lực 156, thấy bệnh đang mắc được trừ lành hẳn 157, thầy được trị đến chẳng thể trị liệu 158, cách được trị liệu là chữa trị sai 159, thuốc đem cho uống chẳng được hiệu lực 160, thấy bệnh đang mắc là mạng sắp chết 161, đó là trong đường địa ngục mà đến 162, từ trong con đường xuất sinh mà đến 163, từ trong con đường ác quỷ mà đến 164, từ trong con đường Atula mà đến 165, từ trong nhân loại mà đến 166, từ trong loài trời mà tái sinh 167, từ trong những người tại gia mà đến 168, từ trong hàng ngũ xuất gia mà đến 169, đã từng gặp Phật cúng dường mà đến 170, từng gần cúng dường hiền thánh mà đến 171, từng được nghe pháp rất sâu mà đến 172, bỏ thân này rồi sẽ vào địa ngục 173, bỏ thân rồi sẽ đọa làm súc sinh 174, bỏ thân rồi sẽ đọa làm ngạ quỷ 175, bỏ thân rồi sẽ làm Atula 176, bỏ thân rồi sẽ sinh vào nhân đạo 177, bỏ thân rồi làm vua trong loài người 178, bỏ thân rồi sẽ sinh lên cõi trời 179, bỏ thân rồi sẽ làm vua cõi trời 180, bỏ thân rồi sẽ nghe pháp rất sâu 181, bỏ thân rồi sẽ xuất gia tu học 182, bỏ thân rồi sẽ được gặp thánh tăng 183, bỏ thân rồi sẽ được sinh lên trời đâu xuất 184, bỏ thân rồi sinh tịnh độ của Phật 185, bỏ thân rồi liền được thấy Đức Phật 186, bỏ thân rồi sẽ trụ vào thừa giới thanh văn 187, bỏ thân rồi sẽ trụ vào thừa giữa duyên giác 188, bỏ thân rồi sẽ được chứng đạo quả 189, bỏ thân rồi liền được bậc thượng thừa. Đại diện năng tử, đó gọi là những tướng sai biệt của 118 trí thử quả báo lành giữ. Cách chăm sát như thế đều tùy sự chú ý và tùy tâm của người được xem đến. Nếu các số cộng với ý người tương xứng thì không sai lạc. Các số cộng gieo cho người nào mà các con số thành với việc tâm đang chú trọng theo đuổi để xem kết quả không tương xứng, ấy là chẳng hết lòng thành. Như thế gọi là hư luống, người nào gieo ba lần mà không thấy hiện số là cái ấy đã được vô sở hữu, không gì để vướng mắc. Lại nữa, thiện năng tử, nếu tự phát ý xem cho người khác đang chịu quả báo thì sự việc cũng đồng như vậy. Nếu có người nào chẳng thể tự chiêm mà mến cầu thỉnh, muốn xem cho họ, phải nên cân nhắc quán xét tâm mình có tham danh lợi thế gian hay không, bên trong ý có thanh tịnh hay không, sau mới có thể quy kính tu hành cũng dường như trước dốc lòng phát nguyện. Vì họ chiêm sát chẳng nên tham cầu danh lợi thế gian như việc làm của những hạng thầy tà để tự phương tự hại rối loạn cho người. Nếu xét trong tâm chẳng được thanh tịnh dầu cho chiêm sát nhưng chẳng tương xứng, chỉ là sai lầm một cách cư luống mà thôi. Lại nữa, các hạng chúng sinh về đời sau này có bất cứ việc gì được chiêm sát đến mà chẳng đạt được kết quả tốt lành, việc cầu chẳng được, nhiều sự lo âu, lúc bị bức bách, lo rầu sợ sệt, phải nên sớm tối thường nên tụng niệm danh hiệu của ta. Nếu luân trí thành thì việc chăm sát sẽ được tốt lành, cầu gì được nấy, hiện đời lìa khỏi những sự suy buồn. Kinh chăm sát thiện ác nghiệp báo. Hết quyển thượng, kinh chăm sát nghiệp báo thiện ác quyển hạ. Đời tùy tăng tạng pháp sư Bồ Đề Đăng, người nước Ấn Độ dịch ra Phạm Văn ra Hán Văn, việc dịch Thích Thiện Thông. Bây giờ ngài Đại Bồ Tát Kiên Định Tín hỏi Địa Tạng Bồ Tát Ma Tát rằng: làm sao mở bày phương tiện chỉ cho những người muốn hướng đến đại thừa? Ngài Địa Tạng đáp: này thiện nam tử, nếu có người nào muốn hướng đến đại thừa, trước hết người ấy phải biết hạnh nghiệp căn bản ban đầu. Hạnh nghiệp căn bản đầu tiên là gì? Đó là nương vào cảnh giới của những thực tướng để tu lòng tin và sự hiểu biết. Nhờ sức tin hiểu thêm lớn cho nên nhanh chóng được vào dòng giống Bồ Tát. Cảnh giới của nhất thực tướng là gì? Nghĩa là bản thể nơi tâm của tất cả chúng sinh từ trước đến giờ chẳng sinh chẳng diệt, tự tính đã thanh tịnh, không chứng không ngại, dường như hư không, vì lìa phân biệt, bình đẳng khắp giới khắp giáp, nơi nào cũng có, tràn đầy khắp mười phương, rốt ráo một tướng, không hai không khác, chẳng biến chẳng đổi, không thêm không bớt. Do vì bản thể nơi tâm của chúng sanh, nơi tâm của các tất cả thanh văn độc giác, nơi tâm của tất cả Bồ Tát và nơi tâm của tất cả chư Phật đều cùng chẳng sinh chẳng diệt, không nhiễm không tịnh, đồng là một tướng chân như. Tại sao vậy? Vì tất cả những tâm có khởi phân biệt đều như huyễn hóa, không hề chân thật, nghĩa là những pháp số của tâm như ức niệm, lo lắng, sẽ biết, vân vân. Theo thuộc bốn luận là thọ tưởng hành thức đều chẳng phải xanh, chẳng phải vàng, chẳng phải đỏ, chẳng phải trắng, chẳng phải tạp sắc, chẳng có dài ngắn, vuông tròn lớn nhỏ, cho đến cùng tận mười phương hư không, tất cả thế giới tìm về trạng tâm này không một chút phần có thể nắm bắt. Chỉ vì chúng sanh bị vô minh si tối làm nhân duyên hân tập, hiện ra cảnh giới hư vọng, khiến sinh nhớ nghĩ vướng mắc, tâm này nó chẳng thể tự biết, vọng tự bảo có, khởi tưởng xét nét so đo về ngã, sở hữu của ngã, nhưng thật ra không có cái tướng của chi giác chi. Bởi vọng tâm này rốt ráo không có thật thể, vì chẳng thể tìm thấy cái thật thể của vọng tâm. Nếu không có cái năng phân biệt của chi giác
Có giác chi thì không có cái tướng của tất cả cảnh giới sai biệt thuộc mười phương ba đời, bởi tất cả pháp đều chẳng thể tự có, chỉ nâng sự phân biệt của vọng tâm mà có. Nghĩa là tất cả cảnh giới mỗi mối chẳng tự nghĩ mình là có, chẳng biết đây là tự kia là tha. Thế nên tất cả pháp tạng chẳng thể tự có, ắt không đổi khác, chỉ nương vọng tâm chẳng biết chẳng rõ. Vì bên trong tự không, tức là có cái bị biết bên ngoài, rồi vọng sinh các thứ tướng pháp cho là có, cho là không, bảo kia, bảo đây, bảo phải, bảo trái, bảo tốt, bảo xấu. Cho nên vọng sinh vô lượng vô biên tư tưởng về pháp. Nên biết tất cả các pháp như thế đều từ vọng tưởng sinh ra, nương vọng tâm làm gốc. Nhưng vì vọng tâm không có tự tướng, cũng chỉ nương cảnh giới mà có, nghĩa là nó duyên niệm xét biết theo cảnh giới đằng trước, cho nên gọi là tâm. Và lại vọng tâm này với cảnh giới mé trước mặc dù đều nương vào nhau, nhưng sự phát khởi của nó không chấp xong gì cả. Và vọng tâm này luôn luôn là nguồn gốc, là chủ tể của tất cả cảnh giới. Tại sao vậy? Bởi vì nương vào vọng tâm mà vọng tâm này chẳng rõ một tướng pháp giới, vì thế nói rằng tâm có vô minh. Nâng vào sức mạnh vô minh làm nhân cho nên hiện ra cảnh giới hư vọng. Lại cũng do vô minh diệt cho nên tất cả cảnh giới cũng diệt theo. Chẳng phải do tất cả cảnh giới tự chẳng sáng tỏ mà nói cảnh giới có vô minh, cũng chẳng phải nâng vào cảnh giới mà sinh vô minh. Tất cả các đức Phật đối với tất cả cảnh giới chẳng sinh vô minh. Lại nữa, chẳng do cảnh giới diệt mà tâm vô minh diệt. Bởi tất cả cảnh giới từ trước đến giờ thể tính tự vắng lặng, vì chưa từng có bất cứ thứ gì. Do nghĩa như thế cho nên chỉ nói tất cả các pháp nương nơi tâm làm gốc. Nên biết tất cả các pháp, pháp nào cũng gọi là tâm, vì nghĩa của thể không thể, vì nghĩa của thể không thay đổi và được nhiếp tâm, nhiếp vào tâm vậy. Lại nữa, tất cả các pháp được khởi từ tâm, với tâm mà tạo ra tướng, hợp mà có, cùng sinh cùng diệt, đồng không dừng trụ. Bởi tất cả cảnh giới chỉ bị duyên của tâm niệm niệm tiếp nối mà được duy trì tạm thời được có. Về nghĩa của tâm được nói trên đây, có hai thứ tướng. Thế nào là hai? Một là tướng ở bên trong tâm, hay là tướng bên ngoài tâm. Tướng bên trong tâm lại có hai thứ, một là chân, hay là vọng. Chân là gì? Đó là cái tướng sẵn có nơi thể của tâm. Tướng này như như chẳng đổi, thanh tịnh tròn đầy, không chướng, không ngại, kín niệm khó thấy, bởi nó khắp giáp tất cả chỗ, thường ngọn không hoại, nên có thể kiến lập, sinh trưởng tất cả pháp. Vọng là gì? Tức là luôn luôn khởi niệm phân biệt, xét nét, duyên lự, nhớ tưởng các việc, mặc dù liên tục hay sinh tất cả cảnh giới, nương thể bên trong của nó là hư ngụy, không hề chân thật, và cũng không thể tìm thấy nó. Tướng bên ngoài tâm tức là tất cả các pháp và các thứ cảnh giới tùy có cái bị niệm mà cảnh giới hiện ra trước. Vì vậy mà biết có sự phai biệt giữa tâm bên trong và tâm bên ngoài. Thế thì nên biết tướng vọng bên trong là nhân là thể, tướng vọng bên ngoài là quả là dụng. Do những nghĩa như vậy, thế nên ta nói tất cả các pháp đều gọi là tâm. Lại nữa, nên biết cái tướng bên ngoài của tâm, tướng này cũng như các thứ cảnh giới bị thấy trong mộng duy tâm hiện ra. Không có việc thật bên ngoài, tất cả cảnh giới đều cũng như vậy. Bởi đều nước vào sức mộng vô minh của nghiệp thức mà được thấy, vọng tưởng mà thành. Lại nữa, nên biết mỗi niệm trong nội tâm đều chẳng có dừng trụ, cho nên tất cả cảnh giới bị thấy bị duyên cũng tùy theo tâm mà niệm nên cũng chẳng dừng. Nghĩa là tâm sinh nên các pháp sinh, tâm diệt nên các pháp diệt. Tướng sinh diệt này chỉ có tên gọi, thật bất khả đắc, bởi vì tâm chẳng qua đến cảnh giới chẳng về đến tâm, như tướng trong gương không đến không đi. Thế nên tất cả pháp tìm tướng sinh diệt nhất định chọn chẳng thể được. Nghĩa là tất cả pháp rốt ráo không có thật thể, từ trước đến giờ luôn luôn rỗng rang, vì thật sự chẳng sinh chẳng diệt vậy. Tất cả các pháp thật không có sinh diệt như thế thì không có tướng cảnh giới sai khác, mà là vắng lặng nhất vi. Như thế gọi là chân như, gọi là đệ nhất nghĩa đế, gọi là tự tính thanh tịnh tâm. Tự tính thanh tịnh tâm ấy long trọng, tròn đầy, vì không có cái tướng phân biệt. Tướng không phân biệt tức là đối với tất cả chỗ không đâu mà chẳng hiện hữu, vì nó hiện hữu ở khắp giáp, do đó có thể nương vào sự hiện hữu này mà duy trì và dụng lập tất cả pháp. Lại nữa, tâm đó gọi là Như Lai Tạng. Như Lai Tạng nghĩa là tâm này gồm chứa đầy đủ vô lượng vô biên bất khả tư nghị chủng tử vô lậu và công đức thanh tịnh, vì pháp thân của chư Phật từ ngàn mé vô thị đến nay không chướng không ngại, tự tại chẳng diệt tất cả mọi sự hóa hiện và những công đức nghiệp hằng thường lẫy lừng chưa bao giờ dứt. Nghĩa là chư Phật đều thị hiện Phật ở trong tất cả thế giới, ứng hóa đủ cách làm lợi ích cho chúng sanh. Do đó thân một đức Phật chính là thân của tất cả chư Phật, thân của tất cả chư Phật cũng chính là thân một đức Phật, và bao nhiêu việc làm cũng đồng là một, tức là không tướng phân biệt, không niệm kêu đây, bình đẳng không hai, bởi nương vào một pháp tính mà có sự tác nghiệp đồng ứng hóa một cách tự nhiên, vì thế không đổi khác vậy. Như trên đã nói, pháp thân của các đức Phật khắp tất cả chỗ và tròn đầy bất động tùy các chúng sinh, chân đây sinh kia mà luôn luôn làm chỗ nương tựa cho các chúng sinh. Ví như không đều có thể dung nạp tất cả sắc tướng và các thứ hình trạng, tất cả sắc tướng và các thứ hình trạng đều nương nôi không mà
có sự dựng lập và sinh trưởng ở trong hư không, bị nhiếp vào nơi hư không, lấy hư không làm thể, không có vật gì chẳng có thể ra ngoài ranh giới của hư không, nên biết trong mọi sắc tướng biên giới hư không chẳng bị hủy diệt. Khi sắc tướng hoại, bèn trở về với hư không và biên giới hư không, sẵn không có thêm không bớt, chẳng động chẳng biến đổi. Pháp thân của các đức Phật cũng lại như vậy, đều có thể dung nạp các thứ quả báo của tất cả chúng sinh, đều nương vào pháp thân của các đức Phật mà có sự dựng lập và sinh trưởng. Ở trong pháp thân bị nhiếp nơi pháp thân, lấy pháp thân làm thể, không một vật gì có thể ra ngoài ranh giới của pháp thân, nên biết trong thân của tất cả chúng sinh, pháp thân của chư Phật cũng chẳng thể hủy diệt, nên khi phiền não bị đoạn trừ sẽ trở về với pháp thân, về biên giới pháp thân sẵn có không thêm không bớt, chẳng động chẳng biến đổi. Chỉ vì từ đời vô thủy trở lại đây, tâm tương ưng với vô minh, do năng lực nhân duyên huân tập si ám, cho nên hiện ra cảnh giới hư vọng, rồi do nương vào cảnh giới hư vọng làm nhân duyên huân tập mà khởi vọng tưởng, tương ưng với tâm chấp ngã, sở hữu của ngã, tạo chứa ác tác nghiệp, để rồi chịu khổ sống chết không ngừng, thay vì gọi pháp thân lại gọi chúng sinh. Nếu trong các số các chúng sinh, người nào có được năng lực huân tập của pháp thân, thì phiền não của chúng sinh ấy lần lần cạn mỏng, có thể nhằm chán sự khổ thế gian và cầu đạo quả niết bàn, tin tưởng quay về với nhất thần tướng, tu sáu pháp ba la mật và tất cả pháp phần bồ đề, đó mệnh danh là bồ tát. Trong số những bồ tát như thế, vị nào tu hành tất cả thiện pháp một cách đầy đủ hoàn toàn, rất ráo được lìa giấc ngủ vô minh, sẽ được mệnh danh là Phật. Nên biết rằng danh từ chúng sinh bồ tát Phật chỉ nương lời lẽ giả gọi của thế gian để mà nói thôi, và thể của pháp thân thì không có gì sai khác, rất ráo bình đẳng, không có tướng biến đổi. Bồ tát Địa Tạng bảo ngài Kiên Tịnh Tín, ngài Thiện Nam Tử, trên đây là lược nói ý nghĩa cảnh giới nhất thực tướng. Nếu muốn nương vào cảnh giới nhất thực tướng để tu lòng tin và sự hiểu biết, thì hãy nên học tập hai đường lối quán chiếu. Thế nào là hai? Một là quán các pháp đều duy tâm duy thức, hai là quán thực tướng chân như. Về cách học quán duy tâm duy thức thì trong tất cả thời, trong tất cả chỗ, tùy thân khẩu ý có sự mỏng niệm, đều phải quán xét biết những niệm khởi chỉ là do tâm, cho đến bất cứ cảnh giới gì đều nếu chú tâm vào sự nhớ nghĩ thì phải nên xét biết và buông xả, chớ để cho tâm rơi vào tình trạng vô ký hoặc viên theo duyên mà không tự kiểm soát. Trong mỗi niệm đều nên quan sát, tùy ý niệm mà tâm duyên đến, lập tức thâu nhiếp trở lại, không để cho tâm theo đuổi những ý niệm đó. Làm sao cho tâm tự biết nội tâm của mình, tự sinh tưởng niệm, chẳng phải tất cả cảnh giới có tưởng niệm, có phân biệt, nghĩa là nội tâm tự sinh các quan niệm như hay dở, tốt, xấu, phải quấy, được mất, duy loại có không, tóm lại là vô lượng ý tưởng, song tất cả cảnh giới chưa từng có tưởng, chưa từng có khởi phân biệt, nên biết tất cả cảnh giới tự nó không có tư tưởng phân biệt. Tức là nó chẳng phải là hay dở, chẳng phải là tốt xấu, cho đến chẳng phải có, chẳng phải không, lìa tất cả tướng. Cứ như vậy quan sát, biết tất cả pháp, chỉ duy tâm mà tưởng sinh. Nếu như lìa tâm thì không có tướng bất cứ một pháp nào, có thể tự thấy có sai sự sai biệt. Thiền nên như vậy mà khắc ghi và giữ gìn nội tâm, biết rằng chỉ có vọng niệm, không có cảnh giới. Không có cảnh giới chân thật, sự quan sát này cần phải đều đặn, chớ cho bỏ dở. Đây gọi là sự tu học duy tâm duy thức quán. Nếu tâm bị vô ký, chẳng biết tự tâm đang nghĩ gì, đó chính là có cảnh giới ở trước, chẳng gọi là duy tâm thức quán. Với lại giữ gìn và khắc ghi nội tâm, ăn biết được tưởng tham, tưởng sân, tưởng si, tưởng tà kiến, biết thiện, biết bất thiện, biết vô ký, biết tâm lao lư nghĩ đến các sự khổ. Nếu khi tĩnh tọa, tùy đối tượng bị duyên của tâm mà mỗi niệm xét biết sự sinh diệt của tâm, ví như dòng nước trôi chảy, hãy lửa tiếp nối ngọn đèn, không lúc nào tạm thời dừng lại. Từ đó sẽ được chính định vắng lặng các sắc, được tam muội này rồi kế đến học tập đức tin về quán âm, quán tâm của pháp Samatha và đức tin về quán tâm của pháp Tibhassana. Học tập đức tin về quán pháp, về quán tâm của pháp Samatha nghĩa là tư duy về tướng chẳng thể thấy của nội tâm, tướng này tròn đầy, bất động, không đến không đi, bản tính chẳng sanh chẳng diệt, vì lìa phân biệt vậy. Học tập đức tin và quán tâm của pháp Tibhassana nghĩa là xét biến những tư tưởng, nhận biết các sắc bên trong bên ngoài đều theo tâm mà sinh, theo tâm mà diệt, cả đến tư tưởng nhận thức về sắc thân Phật cũng vậy, đều tùy tâm sinh, tùy tâm mà diệt, như huyễn như hóa, như trăng dưới nước, như bóng trong gương, chúng chẳng về tâm, cũng chẳng lìa tâm, không phải đến, không phải chẳng đến, không phải đi, không phải chẳng đi, không phải sinh, không phải bất sinh, không phải tác động, không phải chẳng tác động. Đại Bồ Tát Địa Tạng bảo ngài tên Tịnh Tín, này Thiện Nam Tử, nếu luôn luôn dùng đức tin tu tập hai pháp quán tâm như vậy, mau được ngộ ra đạo lý nhất thừa, nên biết quán pháp duy tâm thức như vậy gọi là ngưỡng cửa trí tuệ cao tột hơn hết. Ngưỡng cửa này có thể khiến cho tâm của hành giả mạnh mẽ bén nhạy và thêm lớn sức tin hiểu và nhanh chóng vào đĩa không của đại thừa và phát được tâm vô thượng đại bồ đề. Trên đây là nói về pháp quán duy tâm duy thức.
Nếu muốn học tập pháp quán, thật tướng, chân như thì hành giả tư duy về tính của tâm vốn không sinh, không diệt, không trụ vào cái thấy, nghe, hiểu, biết, lìa hẳn tất cả những tưởng phân biệt, lần lần có thể vượt qua tường cảnh giới của các định không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng, phi phi tưởng xứ, được tương tự với không tam muội, thị tướng phân biệt, thô của thọ, tưởng hành thức, chẳng hiện ra trước từ đó mà tiến tu thêm, sẽ làm bậc thiện tri thức với lòng từ bi quảng đại, vì khéo bảo nhiệm và trưởng dưỡng cho nên liệt chướng ngại, xin tu chẳng bỏ phế, lần lượt có thể vào tam muội vắng lặng của tâm, được tam muội đó rồi lại liền có thể nhập vào nhất hạnh tam muội, nhập nhất hạnh tam muội rồi thấy vô số đức Phật và phát những tâm hạnh sâu rộng chẳng thể nghĩ bàn, trụ vào bậc kiên tín. Trên đây là đường lối của hai pháp quán Samatha và Vipassana, chắc chắn thực sự tiên hiểu, có thể quyết định thú hướng Bồ đề tùy chỗ tu học các tâm muội thiền định và sự nghiệp thế gian, nhưng không bị đắm trước, cho nên có thể tu khắp tất cả thiện căn của pháp nhân phần Bồ đề, đối với sự sống chết không bị khiếp sợ, không thích nhị thừa bởi nương vào phương tiện hay khéo vô cùng vi diệu, và khả năng tu tập bằng hai đường lối quán tâm này có thể làm chỗ sở y cho các thứ trí tuệ và các hạnh căn bản. Vậy lại nữa, tu học có sự tin nghiệm như trên gồm có hai hạng người, thế nào là hai? Một là hạng căn tính lanh lợi, hai là hạng căn tính chậm lụt. Hạng căn tính lanh lợi, người này trước đó đã biết tất cả các cảnh giới bên ngoài dưới tâm tạo ra hư dối chẳng thật, như mộng như huyễn, quyết định không có còn nghi ngờ gì nữa, năm ngón cái nhẹ mỏng, tâm tán loạn chẳng ít. Hạng người nói trên nên học tập ngay quán pháp quán thực tướng chân như. Hạng người căn tính chậm lụt, hạng người này trước đó chưa thể biết tất cả các cảnh giới bên ngoài đều chỉ là tâm vì hư giới không thật, tình thức nhiễm mắt của họ đầy đặc, năm món cái nhiều phép nổi lên, tâm khó điều phục, thì trước hết phải học pháp quán duy tâm thức. Nếu người nào tuy học sự tin hiểu như vậy nhưng chúng từ thiện căn còn mỏng, chưa thể tiến lên, các phiền não sâu ác chẳng bị đè bẹp lần lần tâm những người ấy, nghi ngờ khiếp nhược sợ đọa vào ba đường ác, họ sinh vào chỗ tám nạn, sợ chẳng thường được gặp đức Phật, chư vị Bồ Tát, các bậc thánh nhân, chẳng được sự cúng dường, chẳng được cúng dường nghe thần chính pháp, sợ hạnh Bồ đề có thể khó thành tựu, các thứ chứng nghi sợ và những chứng ngại như thế, thì nên trong tất cả thời, trong tất cả chỗ thường xuyên tụng niệm danh hiệu của ta để tặng Bồ Tát, nếu được nhất tâm thì căn lành sẽ thêm lớn, và ý chí người ấy dõng mãnh lanh lợi để thêm quán pháp thân của ta và pháp thân của tất cả các đức Phật, và tự thân của mình thể tính đều bình đẳng, không hai không khác, chẳng sinh chẳng diệt, có đủ bốn đức thường, lạc, ngã, tịnh, công đức tràn đầy, đó là điều đáng nên nương tựa. Lại nữa hành giả thường nên quan sát thân mình và cái tướng của tâm đều vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh, như huyễn, như hóa, đang chán, đáng lìa. Nếu luôn luôn tu học pháp quán như vậy, hành giả mới được tăng trưởng đức tin thanh tịnh, bao nhiêu chướng ngại lần lần giảm bớt. Tại sao vậy? Vì những người này được gọi là học tập theo sự nghe danh hiệu của ta, cũng có thể nói học tập sự nghe danh hiệu của các đức Phật trong mười phương, được gọi là sự học tập trí tâm lễ lạy và cúng dường ta, hay học sự trí tâm lễ lạy cúng dường đức Phật trong mười phương, được gọi là học sự nghe những kinh điển thâm sâu đại thừa, được gọi là sự giữ gìn biên chép cúng dường cung kính kinh điển đại thừa sâu thẳm, được gọi là sự học xa lìa những chấp trước tà vậy. Đối với những nghĩa lý sâu xa của chính pháp, chẳng bị rơi vào sự phỉ báng chê bai, được gọi là đối với đệ nhất nghĩa rốt ráo sâu xa của thật tướng, học sự tin hiểu, được gọi là hai trừ các thứ tội chướng, được gọi là sẽ được sự chứa nhóm vô lượng công đức. Những người nói trên khi bỏ thân này chọn chẳng đọa vào ác đạo và tám chỗ nạn, khi sanh trở lại được nghe chính pháp và tin tưởng học tập tu hành, cũng có thể tùy nguyện sinh về tịnh độ của các đức Phật ở các phương khác. Lại nữa, nếu như người nào muốn sinh tịnh độ ở hiện tại ở các phương khác thì phải theo danh hiệu vị Phật ở thế giới đó mà chuyên ý niệm tụng, một lòng chẳng loạn và quan sát pháp thân như đã nói ở trên, người ấy quyết định được sinh tịnh độ của đức Phật ấy, chừng đó căn lành sẽ thêm lớn và mau độ bất thoái. Nên biết sự nhất tâm buộc niệm tư duy pháp thân bình đẳng của các đức Phật được nói trên đây đối trọng tất cả căn lành, nói là tịnh nghiệp trỗi vượt trên hết. Do đó người nào sinh năng tu tập lần lần có thể hướng đến nhất hạnh tam muội, một khi được vào nhất hạnh tam muội là thành tựu tâm hạnh rộng lớn, niệm màu niệm mệnh danh là được, tương tự với vô sanh pháp nhẫn, bởi luôn luôn được nghe danh hiệu của ta cho nên cũng luôn luôn được nghe danh hiệu của chư Phật mười phương, bởi luôn luôn rất lòng lễ lại cúng dường ta cho nên cũng luôn luôn lễ lại cúng dường mười phương chư Phật, bởi luôn luôn được nghe kinh điển đại thừa sâu thẳm, luôn luôn giữ gìn bên chấp cúng dường cúng kinh cũng cung kính kinh điển đại thừa sâu thẳm, luôn luôn thọ trì đọc tụng kinh điển đại thừa sâu thẳm cho nên có thể đối với đệ nhất nghĩa của thật tướng sâu thẳm rốt ráo, chẳng sinh sợ sệt xa lìa phỉ báng, được tâm chánh kiến, luôn luôn tiên hiểu quyết định trừ diệt các thứ tội chướng và hiện đời được chứng vô lượng công đức. Tại sao vậy? Vì được tâm bồ đề tại sao vậy vì được tâm
Bồ đề vô phân biệt vì được trí tuệ vắng lặng hiện tiền vì phát khởi chủng tử phương tiện của các thứ nguyện hạnh luôn luôn nghe danh hiệu của ta là được sự quyết định của đức tin và việc làm lợi ích cho nên bất cứ việc gì có thể làm đều được chẳng thoái chuyển nghiệp nhân của đạo nhất thừa vậy nhất thừa vật à, nếu tu hành với tâm toàn loạn cấu uế thì dầu có xưng tụng danh hiệu của ta đó chẳng được gọi là nghe danh hiệu vì chẳng hay sinh sự tin hiệu quyết định chỉ gặt hái quả báo lành nhỏ mọn của thế gian mà thôi chẳng được lợi ích rộng lớn xô diệu hành giả nào tu với tâm tạp loạn cấu uế như vậy tùy tu bất cứ thiện pháp nào đều chẳng thể được sự lợi ích sâu rộng Bồ Tát Địa Tạng bảo ngài kiên định tín thiện năng tử nên biết sự sinh lòng tu học môn thiền vô tướng trên đây không lâu sẽ được lợi ích rộng lớn sâu xa lần hồi thành Phật sự lợi ích rộng lớn sâu xa là được vào pháp vị kiên tín vì thành tựu tín nhẫn vào địa vị kiên tu vị thành tựu thuận nhẫn vào chính nhân vị vì thành tựu vô sinh nhẫn là thành tựu tín nhẫn là có thể trở thành đồng dòng giống của Như Lai thành tựu thuận thuận nhẫn có thể hiểu hạnh của Như Lai thành tựu vô sinh nhẫn là được nghiệp của Như Lai luân hồi thành Phật là lược nói có bốn hạng một là vì tròn đầy đức tin về pháp mà làm Phật nghĩa là nương vào bậc tập chủng tín quyết định tin các pháp chẳng sinh chẳng diệt thanh tịnh bình đẳng không gì đáng nguyện cầu hai là vì hiểu trọn vẹn về pháp mà làm Phật nghĩa là nương vào bậc giải hạnh hiểu sâu tính các pháp biết chủng tử của Như Lai là không tạo không tác đối với sinh tử và niết bàn chẳng khởi hai tưởng và tâm không bị sợ sệt ba là vì chứng trọn vẹn pháp mà làm Phật nghĩa là nương vào tịnh tâm địa do được trí vô phân biệt thể nhập pháp thân tịch tịnh cũng như nghiệp dụng tự nhiên chẳng thể nghĩ bàn không còn ý tưởng tìm cầu nữa bốn là tất cả hạnh công đức trọn vẹn mà làm Phật nghĩa là nương vào bậc Bồ Tát cứu cánh địa có thể dẹp trừ tất cả chướng ngại giấc mộng vô minh không còn lại cũng nên biết tu học theo môn thiền hữu tướng của thế gian cũng có ba thứ thế nào là ba một là không có phương tiện và sức tín hiệu cho nên tham nhận công đức của các thiền định rồi xin kêu mạng bị sự hệ nhiệt hệ phược của thiền làm cho thoái tâm chỉ cầu mối lợi thế gian hai là không có phương tiện và sức tín hiệu cho nên nương vào thiền mà phát khởi hạnh chánh lìa một bên kiếp sợ sinh tử thoái đọa và hàng nhị thừa ba là có phương tiện và sức tin hiểu nghĩa là nương tựa cảnh giới nhất thật tướng tu tập gần với đường lối hai pháp quán samatha và tỳ bát xá na nên có thể tin hiểu được tất cả các pháp duy tâm tưởng sinh đồng như mộng như huyễn giàu được các công đức của thiền định thế gian mà chẳng đắng chấp kiên cố chẳng còn thoái tâm cầu quả báo trong ba cõi lại tin và biết sự sanh tử cũng chính là niết bàn nên cũng chẳng sợ sệt khiếp nhược chẳng thoái cầu quả nhị thừa người tu học tất cả thiền định tăng muội như đây nên biết có 12 môn tướng thu lớp nhất lấy đầy đủ sự nghiệp thiền định có thể làm cho người học thành tựu sự tương ưng mà không lầm không lộn những gì là 10 một là tướng tướng phương tiện nhất nghiệm hai là tướng môn trụ cảnh giới ba là tướng biết sự xuất nhập một cách tỏ rõ cảnh giới vừa mới trụ tâm bốn là khéo trụ cảnh giới được giữ vững được vững vàng năm là tướng bóng khởi tư duy phương tiện rỗng mãnh càng cầu sự tiến thủ hơn nữa sáu là tướng lần lần được điều độ xứng với hỷ lạc của tâm chứa mối nghi ngờ thêm sự tin hiểu và tự an ủi mình bảy là tướng chắc được sự thăng tiến bởi ý chuyên nhất tương ứng với ít phần của khả năng nhận thức tám là tướng công tu thêm sáng suốt công phu thêm vững vàng được công đức thù thắng thành tựu sự đối trị vọng tâm chính là tướng tùy tâm hành giả khởi niệm làm những gì muốn thể hiện công đức ra ngoài đều tương ứng với ý mà không sai lầm mười là tướng nếu muốn tu thêm pháp khác nương nơi sở đắc mà có trước mà khởi phương tiện sẽ lần lượt thành tựu xuất nhập tùy tâm xuyên việt một cách tự tại đó là 10 môn tướng thứ lớp nhất hết sự nghiệp của người tu tập thiền định bây giờ đại bồ tát kiên tịnh tín hỏi ngài đại địa tạng bồ tát ngài vì sao mà khéo nói pháp sâu xa có thể khiến cho chúng sinh lìa sự khiếp nhược ngài đại địa tạng bồ tát đáp nhà thiện năng tử nên biết người mới phát ý cầu về đại thừa mà chưa được tín tâm đối với giáo pháp sâu xa của đạo vô thượng họ ưa sinh nghi ngờ khiếp nhược cho nên ta dùng phương tiện hay khéo tên rõ nghĩa thật để an ủi họ khiến lìa khiếp nhược do đó hiểu của ta là bậc khéo nói an ủi như thế nào nghĩa là những chúng sinh căn tín chậm lụt tâm lượng nhỏ hẹp nghe sự tối thắng tối màu của đạo vô thượng mặc dù ý họ ham thích phát tâm hướng về nhưng lại suy nghĩ rằng sự cầu đạo vô thượng cần phải chứa công đức để rất sâu rộng tu những hạnh khổ khó làm tự phải tự độ độ tha trải qua kiếp số dài xa ở trong sinh tử lâu chịu phải ở trong sinh tử lâu chịu xương khổ mới có thể thành vì lý do đó họ sinh kiếp nhược ta liền vì họ nói nghĩa lý chân thật nghĩa là nói tất cả các pháp bản tính rộng rang rốt ráo vô ngã không có người làm không có sự thọ không tự không tha không đi không đến không có phương sở cũng không có quá khứ hiện tại vị lai cho đến vì họ nói 18 món không tất cả các pháp không có tướng sinh tử niết bàn cũng không có tướng chắc thật có thể nắm bắt lại vì họ nói tất cả các pháp như huyễn như hóa như trăng dưới nước như bóng trong gương như thành cảnh thất bà như tướng đội trong hang trống như quán nắng như bọt nước như sương mốc
như đèn lòa, như mắt bị nhặng, như mộng, như chớp, như mây nổi đầu non, những phiền não sinh tử. Tính nó rất yếu ớt, có thể dễ làm trong diệt mất. Lại dạy họ rằng phiền não sinh tử rất ráo, không có tự thể tìm nó chẳng thể được. Xưa nay chẳng sinh, thật cũng chẳng diệt, tự nó vắng lặng, chính là niết bàn. Những lời nói như vậy nhằm phá tất cả mọi sự nhận thức sai lầm, vứt đi sự chấp đắm nơi tự thân tâm, để chúng sinh lừa được sự khiếp nhược. Lại có chúng sinh vì chẳng nhiều ý chỉ nơi lời nói của Đức Như Lai mà sinh khiếp nhược. Ý chỉ nơi lời nói của Đức Như Lai như thế nào? Đó là Đức Như Lai đã luôn luôn nhìn thấy cảnh giới nhất thực tướng, rốt ráo lìa khỏi các pháp ác thuộc sanh lão bệnh tử, chứng được pháp thân của Ngài. Pháp thân này tường thần không mất, không biến đổi, có sự chứa nhóm vô lượng công đức. Như Lai lại có thể thấy tỏ rõ trong thân của tất cả chúng sinh đều sẵn có công đức chân thật, thanh tịnh nhiệm màu. Nhưng vì bóng tối nhiễm ô của vô minh che tướng, cho nên từ trước tới giờ luôn luôn chịu vô lượng thứ khổ sinh già bệnh chết. Như Lai ngay đó khởi tâm đại bi, muốn khuyến tất cả chúng sinh lìa các thứ khổ, đồng ngặt hái sự vui đệ nhất của pháp thân, và pháp thân ấy là pháp vô phân biệt. Nếu tất cả ý niệm chỉ có thể bậc hay diệt tư tưởng hư vọng của các thức, chẳng khởi niệm phân biệt mới có thể chứng nhập. Chỉ vì tất cả chúng sinh thường ưa phân biệt, nắm chấp các pháp bởi điên đảo vọng tưởng, cho nên sự sống chết phiền triền miên. Do đó Đức Như Lai muốn cho họ lìa ý tưởng phân biệt chấp trước, cho nên Ngài nói tất cả pháp thế gian rốt ráo của nó rỗng rang không là gì cả, cho đến tất cả những pháp sắc thế gian bản thể của nó cũng rốt ráo rỗng không, không thuộc vào đâu. Nếu nói rộng ra thì như 18 pháp không. Sự hiển bày tất cả các pháp như vậy đều chẳng lìa thể của Bồ Đề. Thể của Bồ Đề chẳng thể có, chẳng phải không, chẳng phải chẳng có, chẳng phải chẳng không, chẳng phải cả có lẫn không, chẳng phải một, chẳng phải khác, chẳng phải chẳng một, chẳng phải chẳng khác, chẳng phải một lẫn khác, trên rốt ráo không một tướng nào có thể nắm bắt, vì nó lìa hết tất cả tướng. Thế nào là lìa hết tất cả tướng? Nghĩa là chẳng thể nương vào lời lẽ để giữ lấy, vì trong pháp của Bồ Đề không có sự lĩnh nhận bằng lời nói năng, và sự nói năng không thể đến được, lại cũng chẳng thể nương vào cái tâm có nghĩ ngợi mà biết được. Trong pháp Bồ Đề không có người hay giữ lấy, và pháp để giữ lấy không ta không người, vì lìa tướng phân biệt. Nếu còn sự phân biệt chính là hư ngụy, chẳng gọi là khế hợp với Bồ Đề. Những lời dạy như thế của Đức Như Lai, chúng sinh căn tính chậm đụt, không thể hiểu nổi, cho rằng vô thượng Bồ Đề và pháp thân của Như Lai chỉ là pháp trống không, rốt ráo một mực, không có gì hết. Do đó mà tâm của họ khiếp nhược, sợ sệt, vào chỗ không được gì cả. Họ sinh ra tư tưởng đoạn duyệt, khởi nhận thức, có thể có tăng có giảm, chuyển sang phỉ báng, khinh mỉ, khinh mình khinh người. Để đối trị hạng này, ta liền vì họ nói pháp thân Như Lai tự tính nó chẳng phải là ngoan không, mà là có thể tự chân thật. Thể này đầy đủ vô lượng công đức thanh tịnh từ vô thủy đến giờ, tự nó tự nhiên tròn đầy, chẳng phải nhờ tu mới có, chẳng phải nhờ tạo mới thành. Cả đến trong tâm, trong thân của tất cả chúng sanh cũng đều sẵn đủ, không biến không đổi, không thêm không bớt. Những lời nói như vậy có thể trừ sự khiếp nhược của chúng sanh, đó mệnh danh là an ủi. Lại nữa, những chúng sanh ngu si chấp nhặt nghe những lời nói như thế cũng xin khiếp nhược nữa. Vì không hiểu nổi nghĩa này, họ lại chấp rằng pháp thân của Như Lai từ xưa đến nay đã đầy đủ, chẳng phải là tướng tu tạo thì đâu có tướng chứng đắc gì. Do đó mà họ sinh khiếp nhược, rơi vào hạng tín tà đạo kiến. Theo lối của tự nhiên ngoại đạo, đối với hạng người này, ta liền vì họ nói đến sự tu hành tất cả thiện pháp để tăng trưởng sự đầy đủ mới sinh ra sắc thân của Như Lai, được quả báo vô lượng công đức thanh tịnh. Nói lời như thế nhằm khiến chúng sinh lìa sự khiếp nhược, do đó được mệnh danh là an ủi. Nghĩa sâu thẳm được ta nói ra khế hợp với lý chân thật, không có các lỗi, bởi lìa lời nói mâu thuẫn của thế gian. Làm sao biết tướng lìa lời nói mâu thuẫn? Bởi vì pháp thân của Như Lai mặc dầu không có cảnh giới của lời lẽ và lìa cả cái tâm tưởng niệm, chẳng phải là không, chẳng phải bất không, cho đến không có tất cả các tướng, chẳng thể căn cứ vào lời lẽ để chỉ bày, nhưng căn cứ vào pháp giả gọi đối đãi với nhau bởi nhân duyên huyễn hóa của thế đấy, thì có thể dùng phương tiện chỉ bày để nói. Vì tính của pháp thân này không phân biệt, lìa cả tướng tự tướng tha, chẳng phải không, chẳng phải bất không, cho đến lìa hết tất cả các tướng, cho nên nói rằng bản thể của pháp thân là rốt ráo rỗng rang, không thuộc vào cái có. Vì khi đã lìa tâm phân biệt rồi thì tưởng niệm hết sạch, bèn không có một tướng nào cả, nhưng có thể tự thấy tự biết và tự có tất cả. Thế nên nghĩa không quyết định kết hợp với thật tướng chân như, không hề sai lầm. Lại nữa, chính trong nghĩa không đó, do lìa tâm vọng tưởng phân biệt thì rốt ráo
Tùng tận cùng của nó, không một tiếng nào có thể nói rằng không, và chỉ vì chỉ còn lại một sự chân thật, chính đó gọi là bất không vậy, lìa tưởng niệm của thức, cho nên không có bất cứ một tướng hương vị nào mà rốt ráo, thường hằng, chẳng biến, chẳng đổi, bởi không có một tướng nào có thể hoại, có thể diệt, cho nên cũng lìa mọi sự tăng giảm. Lại nữa, chỗ vô phân biệt của thật thể chân như này, từ đời vô thủy đến nay, đủ vô lượng chủng từ công đức vô lậu, tự nhiên sẵn có, lúc nào cũng tương ưng, vì nó không lìa, không rồi, cho nên nói là bất không. Những công đức chứa nhóm nơi thật thể chân như thế, tất cả chúng sanh đều có sẵn, chỉ vì chúng sanh bị vô minh che lòa, cho nên chẳng biết, chẳng thấy, chẳng thể nào đạt được công đức của lợi ích của pháp thân, đâu khác gì hoàn toàn không có. Nói chưa có là nói những chúng sinh chẳng biết, chẳng thấy về thể của pháp thân, cho nên bao nhiêu lợi ích của công đức nghiệp chẳng phải là chỗ những chúng sinh ấy có thể thọ dụng, vì vậy chẳng gọi là thuộc về của họ. Chỉ có nhờ vào sự thua khắp tất cả thiện pháp, đối trị các thứ nghiệp chướng, nhận ra pháp thân kia, do đó mới được những công đức lợi ích. Thế nên nói rằng tất cả thiện pháp diễn ra sắc thân Như Lai, thiện năng tử như nay, hiện ta Địa Tạng Bồ Tát Ma Tát, khi nói về những phương tiện thù thắng và pháp môn trọng yếu sâu xa này, có 10 vạn ức chúng sinh phát tâm vô thượng Bồ Đề, trụ bực kiên tín, lại có 9,8 vạn Bồ Tát được vô sanh pháp nhẫn, toàn thể đại chúng đều dùng hương hoa vi diệu quá trời cúng dường Đức Phật và Đại Bồ Tát Địa Tạng. Bây giờ Đức Phật bảo đại chúng rằng, các vị mỗi người phải nên thọ trí pháp môn này, tùy ở chỗ nào đều làm cho lan rộng. Tại sao vậy? Pháp môn như thế này rất khó gặp, hãy làm lợi ích cho rất lớn. Nếu người nào được nghe danh hiệu của Địa Tạng Bồ Tát Ma Tát và tin những lời nói, nên biết người ấy có thể nhanh chóng lìa tất cả mọi sự chướng ngại, mau đến vô thượng Bồ Đề. Lúc ấy đại chúng đều phát lời nói rằng, chúng con sẽ thọ trì lưu thông thế gian, chẳng dám để quên. Bây giờ ngài Đại Bồ Tát Kiên Tịnh Tín bạch Phật, kính bạch Thế Tôn, những điều được nói trong Khế Kinh Lục Căn Tu này tên là pháp môn gì, pháp chân yếu này con sẽ thọ trì, khiến đời sau này khắp đều được nghe. Đức Phật bằng ngài Đại Bồ Tát Kiên Tịnh Tín, pháp môn này gọi là chiêm sát nghiệp báo thiện ác, cũng gọi là tên tiêu trừ các chướng, còn được gọi là chỉ bày cho người cầu về đại thừa biết phương tiện tiến đến và phát lộ nghĩa thật rốt ráo rất sâu, và cũng gọi là khéo nói lời an ủi, khiến lìa kiếp nhược mau vào đức tin kiên cố quyết định. Ý danh nghĩa như thế, ông nên thọ trì. Đức Phật nói tên pháp môn này rồi, tất cả đại hội thể đều hoan hỷ, tin nhận vâng theo thực hành kinh chiêm sát nghiệp báo thiện ác hết quyền hạ. Ha ha ha, Bun Sang Mo Di So Ha.